Trời ơi, bán bên này á, lên đơn không có gì hết, nhưng mà tự nhiên bên TikTok, bên Shopee nó lên đơn nó mắc cười ghê luôn, nó ngồi vui. Mà sao người ta đặt có một cái vậy ta? Vui gì đâu luôn vậy đó. Để coi thử sọp e nó có lên, nó có lên được đơn nào không nha. Rồi ba ơi, vô này ba, được chưa? Được chưa này nè, vô nha, ba chạy trước lấy cái chạy, lấy cái ghế gỗ để cái điện thoại coi này mấy trang nhỉ? Bình luận 2, chứ cái này nó bị đâu có chỗ để điện thoại đâu. Hello các bà, trời ơi tối nay rất là hot luôn. Ê mấy bà, bây giờ em mới biết có mấy bà, bạn em có thống kê á, ai mà coi Facebook bề mà bây giờ mà còn coi Facebook có mấy bà, là còn coi livestream Facebook là tuổi dân số già rồi đó. Còn mấy đứa trẻ trẻ nó lướt tốt tốt hết rồi. Đang lẽ mình bây giờ mình còn già, mình còn bốn trụ rồi đây nha trời. Trên TikTok mới coi là mấy con được xem không hả? Không cần quảng cáo, không cần gì hết, lướt đâu hết trên đó rồi, ngày mấy ngàn đơn, ngày mấy ngàn đơn gì đó các chị. Còn mình còn ở lại đây nè mấy bà, và chính là em sẽ nói em nhìn thấy nó mấy cũng mắc đâu có để đâu. Rồi lên đơn nha mọi người nha. Không, em nghĩ cái gì nó cũng có giới hạn của nó hả, giống như hồi đợt Shopee á, nó cũng nổi quá trời đúng không, sau này người ta cũng thay đổi thói quen à. Tại vì sau này nó hết áp mã giảm giá đồ rồi, hết mã phí ship rồi, nó nâng lên giá ship cao đồ này kia, rồi nó thu phí người bán đồ này kia, là bắt đầu là đi dần à mấy chết. Đúng rồi, ở đâu cũng không được chọn mẫu hết, ở trên Facebook cũng không được chọn mẫu, chứ không phải là của cái ghế gỗ đâu, không biết ở trong ừ. Phòng cái này nó bự quá chứ gì đó, ở đâu cũng không có chọn mẫu hết em ơi, ở trên Facebook cũng vậy mà. Nó nhiều màu lắm, nó nhiều, nó nhiều màu nhiều hình lắm mọi người. Mọi người nó bé trai hoặc bé gái vô là được rồi, chứ đâu có chọn mẫu đâu. Rồi mọi người lên đơn giùm em nha mấy bà nha. Rồi em lên cho mấy chị đây, tặng cho mấy chị một cái khung mã đầu tiên không thất rồi. Không ra hả? Rồi em rồi ok, em sẽ gửi lại, em quên cái đó. Em hiện tại có đơn ở đây không? Rồi xinh không? Rồi, em tặng cho mọi người một con đầu tiên nha. 9k giùm em kèm số. Để em kiểm tra coi là có gì em gửi bù trong cái đơn hàng. Rồi, cho em mã này giùm em nhé. Vàng 9k đi mọi người. Chữ màu xanh lá nè. Đẹp không? Trời ơi, cái dòng này em nói thiệt, vừa có hỏi thăm ngoài nhưng mà thật sự luôn á. Mấy chị phải lệ lệ, tại vì biết làm sao không? Về đợt nào là hết sạch đợt đó luôn. Em dám chắc với mấy chị luôn, không bao giờ mà còn lại mà. Chỉ có hàng mà hàng bom hoặc là hàng mấy chị ông check out đơn hàng thì hôm sau lại em bán rẻ là hết sạch luôn. Thiệt sự, cái gì có thể mà còn lại, chứ riêng cái dòng này là không thể nào mà còn lại được luôn mấy chứ. Thật sự luôn á, cho nên là em bán lời rất là ít, để cho mấy chị được mặc đẹp, giá rẻ bèo, khỏi cần phải săn tốt Shopee gì hết á. Em lên nó bán rồi, nhà em cũng rẻ nhất là em coi rồi mấy chứ. Rồi, lên đơn giùm em nhé.
vàng 9K giùm em kèm số nha các bạn nha. Đây, vàng 9K này lên đơn nha mấy chị nha. Tất nhiên rồi là phải có chia sẻ livestream rồi, ok chưa? Chia sẻ livestream cho em 5 nhóm nha. 5 nhóm một lần trang cá nhân, buồn lắm mấy chị. Bây giờ Facebook nó vậy đó, buồn, buồn, túi ruột, buồn thấu tim gan mấy bà ơi. Buồn lắm, buồn. Rồi. Vừa chưa? Hả? Khánh lấy kết bạn Zalo với mình thì nhắn tin nè. Ai vậy? Cái sim shop. Sim shop à? Ủa nhắn tin là sao sim shop mà sao nhắn tin Zalo? Mới là cái Zalo shop. Trời đất, Zalo shop nữa hả? Gớm đời vậy. Zalo shop là shop nào? Là số nào? Đây đây, bán đi, bán đi, bán đi, bán đi. Rồi lên đơn giùm em mở vàng 9K nha. Vàng. Chả có chia sẻ. Bà Luca Luca chia sẻ một lần. Hải Yến Siri chia sẻ một lần. Trời đất ơi, thôi dịp cha đi vô bán luôn đi cho rồi. Em định tặng quá trời quá đất luôn này. Một cục lại em định để tặng cho các bà nè. Trời ơi nè, màu rêu nè, hôm nay về rất là nhiều mã xinh và màu xinh luôn. Mà mấy bạn muốn chia sẻ nè. Cái hàng nhà này thì em khỏi cần giới thiệu. 3158 này thì khỏi giới thiệu mấy bà ha. Đẹp hả, nam nữ gì mặc cũng được hết luôn. Ok chưa, nè xanh lá nè, hồng luôn nè, hôm nay có hồng luôn nè các bà nè. Đó, cục này là cục màu lẻ nè các bà. Trời ơi, hồng nè, đẹp không? Đó, rồi, trắng luôn nè, đẹp quá trời luôn á. Rồi, cho em mã này dùm em nha, nè mọi người. Số non, thấy chưa? Đó, lát nữa mọi người mua nha, giá bèo béo béo luôn. Giá bèo béo béo luôn nè, con chó nè, con chó xanh nè, đồ đẹp lắm ấy chứ. Mọi người, đi đâu mọi người mua được giá này? Đi đâu mọi người mua được vài chục ngàn con áo này trời. Rồi lên đơn giùm em. Không có, không có rồi, không có lên đơn rồi. Có chia sẻ chưa? Ba chắc chia sẻ được chưa? Nó có 4 người chia sẻ. Có 4 người hả? Ai vậy? Hạnh Hạnh, Luca, Wendy An Phủ. Hay là nó không có, nó không có ấm kia ta. Nè, Luca Luca chia sẻ một lần nè chị. Em đâu có nói xạo đâu. Chắc nó chưa duyệt hay sao ta? Thiệt sự, em thiệt sự luôn á, em chết bằng phần mềm mà. Mọi người thấy không? Thường mấy người đẹp gái nhóm không có gì. Nè, nó có một lần à, hay là chưa thống kê được vậy? Ba thoát ra, ba vào lại giùm vợ coi. Chứ em chọn chi trời. Em thống kê bằng phần mềm mà mấy chê. Ai chơi sao? Ngô nè, đó thấy chưa? Nè, chút mini 2 được nè. Chắc nó chưa đó, nó chưa đó mấy chị. Đợi một chiếu đi. Hoặc là mấy cái nhóm mấy chị chia sẻ là nó sẽ không duyệt á. Chứ ai biết đâu. Công nhận là hai trang cái trang đường nó buồn ghê á. Vậy hả? Ờ, đổ hết cho bên này. Vậy hả? Rồi lên đơn giùm em nhé, bên kia buồn đó nha. Rồi, em thấy một chị yêu dấu rồi. Thấy một chị hợp lệ rồi. Chị 5 lần hội nhóm và 1 lần chân cá nhân nha. Ok chưa? Rồi comment giùm em nha. Em thấy có người hợp lệ rồi em lên luôn. Rồi vàng 9K giùm em kèm số nè. Đẹp. Hôm nay mọi người nhớ giùm em là xăng siêu phẩm. Trời ơi, hơi bị xịn luôn ấy. Rồi vàng 9K giùm em, form to rộng đẹp lắm ma ơi. Rồi cho em mã này giùm em nhé. Xanh giùm em, đẹp không? Xanh cuốn giùm em luôn, 9K luôn, 3 cái nha. Tặng mấy chị 3 cái nha ba. Rồi ba lên đơn giùm vợ đi ơi. Rồi xanh 9K nè, và trắng luôn giùm em luôn đi ha. Xin ho. Có. Lát nữa em bán chị mấy chục ngàn. Được thì mình tặng, còn không được thì mình mua. Dễ đẹp cái gì đâu, ly trà sữa hả mấy chứ. Rồi, lên đơn chưa? Vàng 9K, xanh 9K và trắng 9K. Rồi ok cho thôi, lỡ cái này mở ra rồi. Luôn hồng 9K luôn, lên đơn đi ba. Rồi hồng 9K. Rồi 4 cái đi ba ơi. Rồi ba lên đơn nha. Rồi đọc tên đi, hai bay luôn nha ba nha. Rồi em lên cho các nhà một cái mã đầu tiên luôn. Từ từ hôm nay nhiều đồ xinh lắm. Xanh, hôm nay rất là nhiều đồ xinh luôn. Rồi em lên cho mấy chị mã đầu tiên đi. Tương tác cho em nha, mặt tay nha mọi người. Con này đẹp không mấy ba? Form nhà em là form to rộng mọi người thấy nè. Nói chung là em bán rất là nhiều rồi mọi người thừa biết. Trời ơi chắc mệt. Mặt sướng ơi là sướng luôn. Ok chưa? Rồi chị rồi, nào cũng đi game nhỏ giùm em nhé. Cái thao tác mình đặt hàng xong hết rồi, cái mình ok đơn hàng, mình chụp màn hình sẵn 5 lần chia sẻ nhóm, mình chụp qua mình gửi qua nó, check out đơn hàng giùm em luôn nha cả nhà nha. Đừng để lên link đi xong rồi mình mới alo alo nè, nó mất công với chị nha.
Rồi cái tin nhắn gửi về nó có hướng dẫn cho mấy chị hết rồi đó. Rồi lên đơn giùm em nha, xanh lá giùm em bán mấy chị 65.000. Lên giùm em mã xanh lá đẹp nhất vàng luôn. Cho Lê Nguyệt, ok chưa? Rồi bình thường là em bán 69.000 á, đợt này em bán mấy chị 65.000, vui bán 65.000 vậy đó. Rồi lên đơn giùm em mã xanh lá 65 giùm em nha, kèm số là có đơn lát nữa. Xếp bộ thun nè, đầm xếp các kiểu nè. Trời ơi, cái xếp cái xếp Mickey ở sau lưng chồng kìa, đẹp vậy cho chị ở coi. Trắng cho kiều. Sau lưng đầm cái xếp Mickey hồng kìa. Này hả? Ừ. Trời ơi xinh dữ trời. À, không phải xếp Mickey hồng đây nè. Mấy cái con đầm nè cũng đầm mà đầm mà. This night á, this night đẹp đúng mấy chị. Hồng đi mấy chị ơi, hồng. Nè xanh lá nè. Hồng cho Thư Nguyễn nè. Ok, hồng cho Thư Nguyễn. Ủa xanh lá phải chữ đó nè. Thư Nguyễn nè, 2277 nè. Rồi ok. Rồi nè mọi người, con đầm này xinh lắm luôn á. Ok, và xanh lá mấy chị ơi. Dễ thương lắm, vải xinh. Ôi là xinh nha, mọi người nhìn giùm em hàng của nhà em nè mọi người. Xanh lá cho chị Nguyễn con Ngọc. Con đầm 200 mấy. Về tay chị em mình giá. Nguyễn Lộc. Con đầm 200 mấy nè mọi người, form to. Rộng ơi là rộng cho em nha, nó sẽ có hai cái túi hai bên nữa. Cưng lắm luôn á mấy chị. Cưng lắm luôn á nha. Bầu bấy con trang thoải mái giùm em luôn, xanh lá 65 đi ơi. Lên sao vậy, sao cháu đã mini game rồi cái bỏ lại cái xanh lá 65 nhịp cha. Xanh lá 65 hả, ai biết đâu. Cháu đã mini game rồi cái chuyện xanh lá cho chị Bùi Thị Kiều Phương. Nè hồng 65 luôn nè. Hồng 65 cho chị luôn nè. Hồng 65 luôn nè, chị nào ở chị nào đọc đó đó. Rồi mọi người, lên cho em mã con đầm Mickey nè mọi người, cưng không? Nó sẽ có hai túi cho bà luôn, chất bao đẹp. Hàng 28 như này, xịn sò ha. Rồi, 3158665. Kệ giờ bán 65 ngàn thôi. Rồi lên đơn giùm em mã con đầm hồng này, em bán cho mấy chế. Lên đơn giùm em nhé. Hồng Mickey 89.000 mọi người, nhận hàng không giống cái đầm 280 em xỉu luôn á. Thực sự con này bao dễ thương cho các bà luôn. Nhiêu ký cũng vừa hết. Rồi cho em mã Mickey hồng giùm em nhé, 89.000 lên đơn. Mickey hồng 89.000 lên đơn giùm em mọi người. Siêu dễ thương cho các bà luôn nha. Rồi, Mickey hồng 89.000 lên đơn giùm em nha các bà nha. Rồi Mickey hồng 89.000 nhanh tay giùm em nha. Nhanh tay giùm em nha cả nhà nha. Mickey hồng 89.000 giùm em kèm số. Rồi em lên một màu nữa xong em qua cái khác nha. Nhiều lắm, nhiều hình dễ thương lắm mấy chị. Hồng cho Su Con nè. Hồng cho chị Phan Ngọc Vân. Ý, như Phan vậy, Ngọc Vân ơi, nhảy xuống thoại luôn chị ơi. Đẹp lắm mọi người. Dài con gói. Không còn không mẹ. Ờ nè, bao 40, 50, 60, 70 kg mặc vô tư luôn. Hồng rồi, 89 cho lên giùm em hả? Vịt vàng giùm em 89.000. Đẹp, bao đẹp cho các bà luôn. Rồi vịt vàng giùm em 89.000 lên mã vịt vàng. Rồi hồng 89 nè, vịt vàng 89 giùm em kèm số. Vịt vàng 89 giùm em kèm trời, cầm nặng thịt cái tay luôn, chắc đã lắm. Rồi em lên cho cả nhà một cái set bộ thun. Thì sợ mọi người nha, nó vướng mấy chế luôn á. Là em về đợt này là cái set bộ thun nè mọi người. Là hồng em cho Tiểu Thanh 89 này. Đợt thứ 3 rồi. Vàng cho Su Tây. Đợt thứ 3 rồi, mới còn một. Vàng còn không mẹ? Vàng đó, ở sau lưng trong kia đó trời. Em về đợt thứ 3 rồi mấy chị. Đừng có lôi cái cây của vợ chồng. Ai tụi lại lôi đâu. Chồng chứ ai, chứ vợ có đụng vô cái cây la chim đâu. Rồi mà. Em về đợt thứ 3 rồi mới có dư hàng để bán cho mấy chị. Vàng cho Uyên Vi, vàng cho Bùi Thị Kiều Thương. Ok chưa, xếp bộ 3188, mọi người nhìn con hàng. Mọi người nhìn nhà em nè, mọi người chốt nè. Bình thường in nó đã mất tiền rồi, bữa nay em chơi chữ nổi cho các bà luôn. Bình thường in nó đã mất tiền rồi, in đợt trước em về em bán có 89.000 à. Nè, đợt này em về chữ nổi cho mấy chế luôn. Đẹp, nói thiệt luôn á. Em quay clip con chụp hình là nó bị dìm hàng á mấy chế. Tại vì em quay ngờ kho nó bị tối mất. Mà thiệt sự luôn, mọi người nhìn cái khâu hàng của nó nè. Đã lắm mọi người. Set nè mọi người. Nguyên một set nè mọi người, biết nhiêu tiền không? Có 95.000 mấy. Quá đỉnh luôn, quá rẻ luôn thiệt sự. Ở vị trí mọi người đi lấy hàng á mọi người, giá này hả, bình thường nếu như hàng nghiêm á, nếu mà bán hàng nghiêm á, giá này 120 em cũng nhập về em bán cho mấy chị là treo shop bán 180, 190 vẫn được nữa đó, xịn sò lắm. Rồi lên đơn giùm em nha, cho nên mọi người mua 95.000 là rất là rẻ, dập nổi nha mọi người, toàn bộ là dập nổi hết luôn, form to rộng 60 kg, 62 kg mà vẫn vô tư luôn, 60 số 65 kg luôn ấy chứ trời, áo thun á, 180 mấy chị biết rồi. Rồi lên đơn giùm em nha mọi người nha, set hồng. Xếp hồng giùm em 95.000 kèm số. Rồi lên đơn xếp hồng giùm em 95.000 kèm số nha. Form to rộng bao xịn cho các bà luôn. Rồi xếp hồng giùm em 95.000 lên đơn ơi. À, vịt vàng cũng hết rồi đó mấy chế ơi. Vịt vàng còn không? Vịt vàng đợi xíu đi em ra rồi còn em lên cho mấy chị. Rồi xếp hồng giùm em đẹp lắm mọi người. Áo thun như thế nào thì cái xếp bộ nó như vậy đó. Nó thêm cái quần form to cho các bà nữa. Không chốt đơn là hết mai hết đó nha. Em nói thiệt đừng có đợi ngày mai. Ok.
Sơn Ngọc Huy. Ok. Quyên Di. Ok. Chị Ngọc Phúc Ngô. 95.000 không có chỗ nào bán đâu. Tam kết mới chế luôn. Còn rồi, giờ lên đơn giùm em nha, xếp hồng 95. Hai lần hết nữa. Út mô nhảy xuống khỏi luôn em ơi. Ok chưa, xếp hồng 95.000. Út mô nhảy xuống khỏi nha. Trang Trang. Tức quá mọi người. Trang Trang. Rồi ok, rồi lên đơn đi. Trần Bích Tiên. Ui nhìn này nó xịt lắm. Rồi ok. Ok, xếp hồng 85.000 lên đơn nha. 95. À 95.000 lên đơn giùm em. 95.000. Ok chưa? Rồi. Em qua cho mấy chị một cái mã này, một cái mã áo okay, đi ha. Trời ơi cái mã áo này. Trời ơi con gấu đợt này về quá ngon, xinh luôn á. Chết được. Chết được luôn á các bạn. Ok chưa? Chết được luôn á mấy bạn ơi. Rồi lên đơn giùm em nha. Ba. Lấy chừng cái điện thoại để qua đây và like tốt tốt cho nó thèm chơi mấy bạn. Bạn mà giờ cứ kêu ba nó mới làm xin không cho nó tăng follow thì ân thì lấy đi đúng vậy ấy là có cái cây để điện thoại không đang bận quá này thì bưng cái cây điện thoại cho vợ thôi chứ gì đâu mà bận này ừ còn lấy đơn đi nha bây giờ like tốt tốt đi cho nó vui khỏi đặt đơn với nó mà like đó thì nó khách hỏi nhiều chịu nổi kệ nó khách hỏi xong khi người ta khi follow rồi người ta sẽ qua bên kia người ta mua đúng không mấy chế xếp hồng 95 cho chị Thiêu vui một ok xếp hồng giùm em 95.000 rồi hết hàng đó rồi áo thiếu mặt áo thiếu mặt nhiều xếp cha rồi xếp hồng 95 nó hết rồi đó đúng không đúng rồi hết rồi hết rồi có chị gì chị đó hai chị gì đó hai chị gì vậy ba chị gì không có chị Thiêu vui với chị Như Phương rồi chị ơi Thiêu Bui với lại Nhi Phương. Thiêu Bui với Nhi Phương lấy qua cái chữ này giùm em được không? Cái chữ nó khác một xíu thôi. Được không? Nhá, em bỏ vô luôn nhé. Ok không nè, chữ nó khác một xíu thôi nè. Nó dập nổi nhưng mà cái chữ khác một xíu nha. Chị Ngọc Lê ơi, cũng không có xếp hồng nè, chị có thể lấy xếp chữ khác không? Chữ khác được không? Cái chữ nó khác thôi. Chứ nó không có giống, nó không đâu nha. Nó chữ nó khác thôi, nó không có khác gì nữa đó. Màu cũng vậy, chỉ là dập nổi chữ khác thôi chị. Ok không nè, ok thì em để, cũng không thì mình chọn qua cái khác nha. Ok chưa? Chứ giờ hết rồi. Rồi lên đơn cho em nha các bạn. Ok nha. Ok, okay thì lấy còn không thì thôi nha ba. Chứ để mất công rồi. Gửi nhầm hàng mới chuyện không thích nữa. Ông kia ở nhà thì không có hàng bán. Chị Ngọ Lê ơi, Trang mới nhảy lại em xuống phải đi chị. Ủa? Trang mới hả? Trang lười à. Nhi Phương với chị Theo Bui ơi, ok không ạ? Xếp phòng khách cho chị Ni Hồ một hồng khác nè chứ hồng kia em hết rồi được không ba mấy chị ok không đẩy hai cái tay này sát vô luôn đi không đẩy vô em giờ đi để chỗ hút đường đi. Vướng cái đèo kia không? Không. Sĩ 20 cái xin lai chuyển khoản cọc 500 ngàn tính sĩ giờ chị mua 10 set cũng vậy à? Dạ không chị ơi. Ok chị Ngọ Lê này. Còn chị ơi còn nhiều lắm chị Ngọ Lê ơi. Nhiều lắm mấy chị đợi em một xíu nha. Rồi không khác nè. Lên đơn chưa? Rồi em lên cho mấy chị cái áo con gấu gấu này. Xịn nét luôn mọi người không nghĩ là bao nhiêu tiền, mọi người nghĩ đi. Mọi nhiên mọi người không nghĩ là bao nhiêu tiền, mọi người nghĩ đi. Em nhiều lúc em nói chuyện nha, em không hiểu là em nói cái gì nữa, biểu người ta sao người ta hiểu được đúng không mấy bà. Rồi, lên đơn cho em mọi người, con gấu xanh nè, đẹp chưa, hình cưng chưa, 65.000 hàng 3158 mọi người đi đâu mua được. Mà form phải to, phải rộng nha các bạn nha. Form phải to và rộng như thế này, nam nữ mặc cặp thoải mái cho em luôn đúng không mấy chế. 65.000 lên đơn giùm em mã gấu xanh 65 là được. Ok chưa? Rồi, gấu xanh 65 giùm em lên đơn nha mấy chế nha. Ok chưa? Hộp bút em còn từ từ cho em một chiếu nữa thôi. Rồi, hộp bút em có dư cái điện thoại nào không ba? Rồi lên đơn giùm em nha, gấu xanh giùm em 65.000. Hồng khác hết chưa ơi? Hồng khác chưa? Rồi. Rồi, qua mã gấu xanh giùm em đi kèm số đi các bạn. Đẹp, bao đẹp luôn nhé. Rồi gấu xanh X. Đó. Chưa kịp cầm vô đã thả rồi. Rồi cho em mã này giùm em nhé. Gấu xanh giùm em 65.000 kèm số giùm em.
kệ nó mà, tự nhiên bị lỡ kỹ thuật một xíu cái người ta ra hết rồi, thấy chưa? Rồi gấu xanh giùm em 65 ngàn giùm em kèm tối này ba nè. Chị lên đơn. Mấy khách mới ơi là shop không đồng kiện. Rồi em lên cho ơi. Mấy chế một cái con chân váy. Chân váy này mọi người mặc kèm với 65 cho Phan Ngọc Vân, gấu xanh cho chị Ngọc Phúc Ngô, mỗi màu 5 set cho chị Phạm Lê. Mỗi màu 5 set đó hả? À lộ mỗi set 5 màu, à lộ 5 bộ 5 màu. 5 bộ 5 màu hả? Rồi ok chị. Rồi mọi người gấu xanh cho chị Tường Vi Hồ, mới đặt đồ hôm qua hôm nay nhận được ưng nha. Hiếu dạ cảm ơn Tom Lee. Mọi người đẹp lắm luôn á, cảm ơn nha mọi người nhận được hàng, mọi người nhớ cho em feedback nha. Em có làm cho chị Phạm Vũ Thị Tiên mọi người xin không trang. Nguyên một cái công cho máy cho em đang mặc nè, thay S dùm em nha, tầm 47 kg độ về. Lên đơn dùm em cho máy size S, em bán với chị 69 ngàn. Chân váy size S chuẩn hàng Lãnh Châu như thế này, lốt trong dày dặn cho các bà luôn nha. Ok chưa? 69 ngàn lên đơn. Có ai nghĩ mọi người 69 ngàn, 65 ngàn là nhiêu tiền? 130 mấy ngàn. Đỉnh đẹp không mọi người? Rồi lên đơn dùm em nha. Chân váy đen size S dùm em 69 ngàn lên đơn nè bà ơi. Đen size S 69 ngàn. Bộ nhiều lắm mọi người, không vội vàng đâu. Đợi em một xíu thôi. Em lên cái mã này cho mấy chị nè. Xinh ơi là xinh luôn nè. Một màu vàng chuyển màu xanh. Em lên cái mã này cho các bà nè. Xinh ơi là xinh luôn nha mấy bà nha. Đây 3158 xịn sò và 65 ơi. Hả? Chết cha, chị quên lấy mẫu chân nha chị vợ. Còn ít u là trời ơi, chân còn đợi em một xíu em lăn cho mấy bà. Mỗi mẫu còn có 1 2 cái hay 3 cái. Mọi người nên lấy ngẫu nhiên đi chứ còn ít lắm, còn đâu mười mấy 20 cái nữa là hết rồi đó. Là đợt cuối cùng luôn á, chị nó dặn em để đơn. Rồi, lên đơn giùm em nha, vàng chữ xanh giùm em 65 ngàn. Cấp này mọi người ơi. Nhưng váy chị Ruby Thảo. Ok, mọi người xin em mọi người. Mềm. Đã không? Chốt nha mọi người, 3158 sự tò form to rộng dùm em, nam nữ mặc cặp thoải mái. Lên dùm em mã vàng chữ xanh 65 ngàn. Vàng chữ xanh 65 dùm em nhé. Lên đơn vàng chữ xanh. Nhiều cái hình mà em nói thiệt mấy chị đẹp, nhiều cái áo đẹp lắm. Rồi vàng chữ xanh lên đơn nhiều mấy chị ơi. Rồi vàng chữ xanh dùm em nha. Rồi em lên cho mấy chị cái bộ màu này. Nhất cái nách luôn mọi người. Đi đâu mua set bộ 3158 mà chưa tới 100 ngàn. Xanh cho Mỹ Quyên một ha. Đi đâu mua set bộ 3158 mà chưa tới 100 cành như nhà em nói mà. Mọi người nhìn đẹp không? Màu nâu nè. Màu nâu nè mấy bà. Xong rồi cái quần nè. Chị xanh cho chị Thiêu Bùi một. Vàng chữ xanh giùm em nha, lên đơn. Ok chưa? Vàng chữ xanh giùm em kèm số. Vàng chữ xanh giùm em nha. Để mọi người set nâu 95 cành hoa. 95 tiền nha mấy chị nha. Rồi cho em mã set nâu nè. Dập nổi. Hôm trước là hai đợt trước là em về in chữ cho mấy chị đó. Đợt này cũng có in chữ, đợt xíu em lấy cho. Tại vì em về cái này nhiều hơn. Nó lạ mọi người. Chứ còn in chữ thì thường quá rồi. Cái này nó mất tiền hơn nè mọi người nè. Nhưng mà kệ nó. Như mấy chị. Rồi, dập nổi giùm em. Tại vì mọi người tách con áo thun ra mọi người như một con áo thun bình thường mình mặc vậy đó. Thôi, lên đơn giùm em nhé. Set nâu giùm em 95 ngàn. Lên mã set nâu 95 giùm em kèm số nha các bà. Set nâu 95 giùm em kèm số. Đầm mít phi hồng. Đầm cho bà coi lại cái đầm hồng bà ơi. Set nâu giùm em nhanh tay thì có đơn nha, ít rồi mấy chị. Không có nhiều đâu, thì em về. Em về thì thật sự là nhiều quá nhưng mà hả? Set nâu, đây nè cái đầm mít kỳ. Đầm mít kỳ hồng nè, 89 ngàn nè. Trời ơi, hàng nhà em yên tâm đi, thứ gì đó chứ khung đỉnh cao luôn á mấy chị. Nhìn nè, hàng xịn sò hai tác mọi người phải mua 200 mấy á. Mà em bán sale cho mình 89 form to, rộng, cưng chưa? Nó sẽ có hai cái túi hai bên. Nâu cho Thảo Nguyên, cho chị Thiêu Bùi. Hai cái túi hai bên cho các bạn nè mọi người. Nâu cho chị Tường Lam. Còn nâu rồi. Rồi từ từ chờ vợ xíu đi. Rồi, nâu chữ gì á ta? Chữ này là chữ sơ, sơ linh, sơ lai, sơ lai. Đây phải không? Đúng rồi đó. Không phải không? Rồi, nâu chữ khác được không các bạn ơi? Nâu chữ khác được không? Nó dập y như vậy nhưng mà chữ này được không? Ok thì đấy. Rồi cho em mã đầm mít kia hồng. Em bán với chị 89 ngàn mấy. Nhiều ký mà cũng vừa hết luôn á mọi người. Ờ, chắc cha không có trong giỏ hàng hả? Bây giờ làm sao đây ta? Mấy chị ơi, mấy chị bà ngăn võ qua ba đơn vị cũ chút đơn đi. Còn bà nào mới bây giờ làm sao đây ta? Mọi người ơi, hay là mọi người đặt đi xong rồi em đọc tên chị nào có thì em đọc tên em ghi lại. Lát nữa mọi người vô đặt bằng giá tiền được không? Mọi người vô cửa hàng đặt bằng giá tiền. Ví dụ như không lát nữa em đăng rồi mọi người đặt sau cũng được. Lát nữa em đăng rồi mọi người đặt sau cũng được. Hiểu ý em nói không? Mọi người hiểu ý em nói không? Mọi người cứ đặt đi, đặt đúng mã em đặt á, xong rồi em đọc tên mấy chị, là chị nào có tên là chị có đơn, xong rồi lát nữa mọi người vô đặt trong giỏ hàng em đăng sau. Tắt like em đăng sau. Ok chưa? Do nhiều mã lắm. Nhà em chị nào theo dõi là biết một ngày em livestream nhiều mã, nhiều lúc em chưa làm kịp á mọi người. Rồi cho em mã Mickey 89 giùm em nha. Nhiêu ký mặt cũng vừa hết, Mickey hồng 89. Ok chưa? Đăng võ nè, đặt đi.
mít kia hồng 89 nè, khách quan không ạ? Nâu em còn chữ khác được không nè? 95.000 lên mã nâu. Mít kia cho Hải Yến. Nâu vỏ này em đọc bùi. Em đọc như bình thường đi, như em mua bình thường đi. Rồi rồi chị lát nữa chị hồng lên hình cho chị Ngọc Phúc Ngô. Lên hình cho em đọc. Rồi lên đơn giùm em nhé. Set nâu giùm em. 95 nè, nâu khác. Nó dập khác thôi. Trời ơi, cái hàng này còn mắc tiền hơn hàng in nó, nhưng mà cỡ nó. Hai mít kia cho mi màu mỡ. Ok chưa? Rồi, lên đơn cho em mã này đi mấy bà ơi. Set nâu 95.000 đẹp không? Rồi set nâu 95, 60, 62 cái mặt vô tư. Rồi, lên là set nâu giùm em nhé, 95.000, chị nào chậm là hết á, em nói thật. Hàng hôm nay chị nào chậm là hết thật sự luôn á. Rồi, em lên cho cả nhà tiếp một cái con set này mọi người nè. Mọi người ơi. Đây nè, cái set này nè, mọi người mua bao nhiêu tiền? Set này là bình thường là mọi người mua cũng phải là 170, 180 đúng không? Đến với nhà em 100.000 thối lại. Trời đất ơi, 100.000 thối lại tiền luôn. Nâu cho nghe mọi người nhìn nè. Nâu, nâu mi màu mỡ hồi nãy hình như có rồi. Cho mi màu mỡ của chồng. Nè, ở phía sau là nè mọi người, ở phía sau là gài nút cọc dây giùm em nè mọi người này nhìn nè. Ok chưa, gài nút xong rồi cọc dây lại giùm em. Cái set này giùm em nhé. Đẹp lắm, coi giờ cục nâu luôn, không phải cái cục nâu xét này luôn. Cách nâu chưa, lên đơn chưa, rồi mọi người. Đẹp, bao xinh luôn, cái vải xốp mà dòng mà em bán với chị sơ mi mà 103.000 đó nhớ không. Nguyên một set như này nè các bà. Em bán cho các bà. Chị Xuân Bùi hết set nâu rồi chị ơi. 95.000 luôn. Trời đất ơi, 95.000 luôn nha. Lên dùm em mã set sơ mi xanh cốm, set sơ mi trắng, set sơ mi nâu, em có 3 màu. Ok chưa? Em có 3 màu. Set sơ mi xanh cốm, set sơ mi trắng, set sơ mi nâu. 95.000, mọi người tin được không mọi người ơi? Lên đơn giùm em mọi người. Vải nè mọi người ơi. 95.000 mọi người, không có nghe nhầm giá đâu nha cả nhà nha. Rồi, 53 54 kg độ về mặt ok. 55 kg độ về mặt ok em mấy chị. Vi size nè, quần của nó nè mọi người nè, là quần lưng chung đúng không? Ống của nó là ống dạ, ống ngố mấy chị. Ok chưa mọi người? Rồi, 53 54 kg độ về đi cho nó thoải mái. Rồi phía sau nè, gài nút cọc dây. Cái set này quá hot đúng không? Mọi người mua phải trăm mấy, nhưng mà đến nhà em, mọi người mua chỉ còn có 95.000 thôi. Cái này lên giùm em mã set sơ mi đi ha. Set sơ mi giùm em nhé, kèm màu. Set sơ mi nâu, set sơ mi trắng và set sơ mi cốm. Set sơ mi nâu, set sơ mi trắng và set sơ mi cốm. Chị nào mà muốn mua hãy nhắn gọi mọi người. Follow tại vì em mới lên TikTok có mấy chát. Bên đây là nhiều set sơ mi trắng cho Thủy Trần. Ok chị yêu nè. Thủy Trần set sơ mi trắng nè, ba ba ghi tên lại giùm vợ giống như hồi xưa like like mà. Thủy Trần có dấu không? Thủy Trần có dấu nè. Ok nè chị. Chị nhớ nha, em để dành lại cho chị rồi lát nữa chị vào. Chị vào chị đặt hàng nha, giỏ hàng chị đặt hàng nha, màu cốm. Đẹp lắm mấy chế, 95.000. Lên đơn giùm em nha mọi người. Mọi người đi đâu mua 95.000, thật sự luôn á. Giá sĩ không có giá này nữa. Trắng nè. Xịn lắm. Rồi. Thành Hạnh cốm. Ok, cái này chị là nhanh. Cốm cho Thơm. Ok, trắng nhanh tay thì có đơn. Ok. Ok, rồi lên đơn giùm em nha các bạn. Nhanh tay thì mình có đơn nha. Nâu cho chị Cao Nguyệt nè. Ok nha cả nhà nha. Trắng cho Châu Nguyễn nè. Ok, trời ơi, quá trời quá đất ơi. Trắng xanh cho chị không nhớ tên nhưng mà nhớ hàng nha bà ơi. Đâu bà đó bà bảo mua nâu rồi. Cốm cho Trần Ngọc Như Phương nè. Ok nè, trắng và cốm là nâu, trắng cốm cho Hà My nè. Ok, đẹp lắm. Cốm ba cho Mi Mất nè. Ok. Ba cho Kiều Võ nè. Ba cho Mi Mất hả? Rồi ok. Đậm là hết hàng đó mới chứ, em nói thật sự luôn á. Thư Nguyện có rồi nè em ơi. Rồi ok nha. Rồi lên giùm em cho Luận nè. Ok. Cốm cho Thảo Nguyên nè. Rồi hết cốm luôn rồi đó. Hết cốm ạ. Rồi còn trắng với nâu. Còn trắng với nâu nha các bạn nha, hết cốm rồi đó. Không phải, cái đó là cái con khác mà. Ủa dạ. Đẹp. Nhung Đinh ơi, chị đặt hàng nhưng mà không chọn thêm, nói đi đơn chị cũng im re luôn. Bây giờ làm sao chốt được Nhung Đinh này. Kiểm tra lại tin nhắn hay không? Trời, đi vô kiểm tra. Đẹp ha, cái màu nâu sang mà. Cái màu nâu đẹp quá trời luôn nè các bạn. Màu nâu là màu sang. Trời ơi, màu nâu giùm em nhé. Rồi em còn set nâu và set trắng thôi nha các bạn nha. Rồi em qua mẫu. Em qua mẫu hồi nãy cái set bộ đâu 1.8 em chưa lên cho mấy chị có màu đen nào cả luôn á. Rồi em lên cho mọi người một con màu đen. Nâu cho ba cái màu nâu ý. Hả? Set nâu đúng không? Set nâu nè. Rồi ok nha. Cốm rồi, hết rồi mấy chị ơi. Em hết cốm rồi. À ở ngoài kia còn mấy bộ á. Hồi chiều quay clip á ba. Ba. Quay clip hồi chiều á, ở ngoài á, quay clip á. Hồi chiều em bữa nay làm idol tốt tốt luôn mấy chị. Em quay quá trời clip luôn mà em đăng cho mấy bà coi. Trời ơi, mai em diễn hài cho mọi người nhìn nè.
xinh không? Lát nữa em đăng clip cho mấy chị coi. Nâu, rồi. Nâu, một nâu. À, set nâu nữa đúng không? Ok. Nâu hết rồi, còn trắng với nâu thôi mấy bà ơi. Rồi, lên đơn giùm em nhé. Cho em mã set đen giùm em, 95.000. Xin nâu cho chị. Không thể nào mọi người mua đâu được cái set 3188 là 95.000 đâu. Em cam kết với chị luôn. Hàng in đó, nó còn rẻ hơn rồi, cũng không thể có giá này nữa chứ được. Nó là hàng in giật nổi như vậy. In kia là người ta in bình thường thôi. Còn để in giật nổi này nè mọi người, là cái nhiệt độ nó phải cao hơn nha mọi người nha. Cao hơn nha mấy chị nha. Và áo á, mọi người nhiều lúc có người ta phải in chuẩn, vải phải chuẩn. Chứ nếu mà vải bình thường in nó dập nổi như vậy nè, là nổi bằng nhiệt độ mà, là nó sẽ bị lủng nha mấy chị nha. Đó, cho nên thiệt sự luôn, hàng in này là mắc tiền hơn nhiều hàng dập nổi chứ đâu, mắc tiền hơn hàng in nhiều lắm luôn đó nha. Cho một nôi bà già luôn đây. Lên đơn giùm em nha, xếp đen giùm em 95.000 giùm em kèm số. Lên giùm em mã xếp đen 95.000. Ui dục giờ cái xếp màu xanh lá đi, sao lại có xếp lên lá chỗ đó vậy? Xanh lá, biết đâu trong cục đen nãy á. À, vậy đó hả? Rồi lên đơn giùm em đi, set đen giùm em đi. 95.000 lên đơn, 60 cái mặt. Rồi ok chưa? Rồi set đen giùm em nhé, 95.000 giùm em kèm số. Đen cho Trần Ngọc Như Phương. Ok, nhanh tay là mình có đơn. Ok. Đen cho Mi Múc Ba. Ok. Xuân Bùi. Còn ok. Rồi set đen đi, set đen đi nè, em set đen đi. Rồi set đen. Thường Vi Hồ. Luận Dị Hạnh Tô Thị Ngọc okay. Xương Lê. Đẹp lắm luôn á các bạn ơi, thiệt sự luôn á rồi. 95 đồng. 95.000 mọi người không nghĩ, set đen cho Thủy Trần một cái nữa nè ba ơi. Sách đang cho Thủy Trần nè, bên tốt tốt đúng không? Chờ nhanh lát nữa đăng clip rồi vô nhé. Follow em đi nha. Mọi người nhớ follow em đi nha mọi người nha. Rồi, cái này ok chưa? Thả thêm cho em cái nha mấy chị. Trời ơi, màu vàng. Em thích màu vàng nhất. Rồi, màu vàng giùm em mọi người. Đẹp không? Màu vàng giùm em 95.000 lên đơn giùm em mã một sách vàng 95 giùm em. Đen còn không mẹ? Đen còn bác. Rồi, vàng giùm em tiền số nha. Đen nè, 95.000 đó, ở dưới đó không ơi, dưới đó. Thiếu, đen cho Ngọc Dung. Rồi, đen đơn đi, vàng giùm em 95.000 set vàng. Ai xịt luôn mà vàng, tươi, gói luôn đó mấy chế. Rồi, set vàng giùm em nhé, 95.000 lên đơn. Vàng giùm em 95.000 giùm em kèm số, ok vàng chưa? Vàng như mấy chị ơi. Rồi, có mấy set thôi, hết luôn rồi. Rồi, tiếp tục em ba cho cả nhà. Vàng 95 mấy bà ơi. Con này là mắc tiền hơn cả 3188 nữa, nhưng mà thôi em bán cho mấy chị luôn, có 5.000 luôn. Dạ còn không? À, studio còn. Em cái đen nè. À, vàng hết rồi có nhiêu á. Mọi người, hàng A Studio vàng nó sẽ xịn hơn hàng 3188 nữa. Người trải nghiệm đi. Chắc là chắc in nổi. In nổi nha mấy bà nha. Xịn lắm. Vàng cho My Farm. Ok. Rồi, lên đơn giùm em nha. Trắng cò đi mấy chị. Trắng cò giùm em nha. Thêm một set căn cho thử. Thêm một. Vàng cho Trần Bích Tiên. Thêm một. Xếp đen cho Thủy Trần. Rồi ok. Rồi, lên giùm em mã trắng cò giùm em nha cả nhà. 65.000 trắng cò. Ok chưa? Mọi người mua nhà em là đúng chỗ luôn rồi đó mấy chế. Rồi, lên giùm em nha, trắng cò giùm em 65.000 kèm số. Xếp vàng em hết rồi mọi người, lát nữa mình qua mã khác giùm em nhé. Trắng cò 65.000. Đó, để cho em nhặt mọi người nhìn nè. Cái thun cái in của nó là in nổi, mọi người thấy rõ không? Thấy rõ không cả nhà? Rồi trắng cò giùm em nha, 65.000 nha cả nhà. Rồi trắng cò giùm em kèm số nha cả nhà nha. Trắng xe đó. Trắng xe đó mấy chị. Rồi trắng xe giùm em nè, kèm số nè, lên đơn đi ba ơi. Trắng kiều. Trắng kiều á, trắng kiều. Đây phút rồi. Rồi rồi lên đơn đây cha. Trắng cho chị Quỳnh nha. Ok. Trắng cho Tâm Ly. Ok. Trắng cho Luca. Ok. Xuân Bùi. Ok. Thư. Ok. Thu Hiền. Ok. Mi Màu Mỡ. Ok. Ngọc Liên Trần Lương. Ok. Còn hết. Ờ. Hải Yến Sa Ghi. Ok. Còn Hải Sa Ghi mua được rồi đó hả? Châu okay. Nguyễn. Ok. Trương Minh Anh. Ok. Ngọc Lan. Ok. Hải Yến Sa Ghi có rồi. Ok ok. Trắng okay. Cò giùm em thêm số là lên đơn nha. Để mấy chị nha. Mấy chị ơi. Rồi tiếp tục qua cho mấy chị một cái mã này nữa. Ô cái mã này còn hả ta? Cái mã này còn nè mấy chế nè. Em còn 5 cái. Áo hiếu mặt cho chị Xuân Bùi 1. Áo hiếu mặt ra không biết em rút ở đâu nữa đó trời. Em rút đại đó mấy chị. Ở đây 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 đây. Áo hiếu mặt nè. Hai cái không? Ok. Rồi, lên áo đi hiếu em nhiều lắm mọi người, đợi em một xíu thôi. Tại vì á mọi người thông cảm giùm em là mỗi người một nhu cầu á, không phải là chị nào cũng muốn mua áo thun thông á. Nên em like cái khác nữa chuẩn bị làm set nữa nè, quá trời quá đất hết. Mọi người y như cái con gì đó. Rồi cái này cho em mở vịt vàng đi. 89.000 mọi người mua về mọi người mê luôn ý, thật sự luôn ý nha. 89.000 chốt giùm em mở vịt vàng 89.000 kèm số giùm em. Đẹp mới là 40, 50, 60, 70 ký mặt ô tô cho em hiếu luôn nha các bạn nha. Rồi lên giùm hiếu mã vịt vàng đi mấy chế.
vịt vàng giùm em kèm số là có đơn nha các bà nha. Rồi lên giùm em mở vịt vàng giùm em kèm số là có đơn nha các bà. Vịt vàng giùm em đi mấy chế đẹp, em bao đẹp luôn nha. Rồi cho em mã này giùm em nha. Lên áo em nhé. Thì 3158 này dày, trời ơi mặt đẹp dày từ nãy giờ mà lên chi nữa, đặt thì đặt đi chứ mấy bà, phải lấy hết giờ á. Rồi vịt vàng giùm em kèm số. Rồi rồi cho em mở vịt vàng giùm em nha, kèm số đi mấy bà ơi. Rồi cái áo em đúng không, áo em còn cái rồi ba, áo nhà mặt còn cái hả. Rồi cái này cho em mã dưới mặt. Cái này để trả lời rồi không chịu bỏ nốt lên người ta vậy hả. Vịt vàng đi lên đơn đi cái đã nè, cho giờ qua mã nè. Cái gì vậy, đầm 85 hả? Đúng rồi, 89 ngàn. Đầm 89. Rồi, lên đơn giùm em mọi người xin không? Đầm 89 đồng mấy chị ơi? 65 ngàn mọi người, khỏi cái phải sao. Vịt vàng cho Thúy Trần một cái nữa nè. Thúy Trần hay Thúy đây? Xa quá không thấy đường luôn á trời. Thúy Trần, ok. Rồi, vịt vàng cho Thúy Trần một cái nè, ok chưa? Rồi, bữa nay tôi tiếp tốt tốt lắm, tôi viết tôi tư vấn kỹ lắm. Rồi, lên đơn giùm em nha. Rồi cho em mở vịt vàng giùm em nè, kèm số nhảy lại số thoại đi chị. Cái này là gì ta, dưới mặt nè. Dịch vàng cho Nguyễn Ngọc Lan rồi, nè, dịch vàng còn không? Ok, hết vịt vàng rồi còn đâu. Hết dịch rồi mấy bà ơi. Nè, y như cái màu em mặc mà em có cái màu xanh này mọi người. Màu xanh này nha, nó khác với cái màu xanh cốm nha các bà nha, màu xanh cốm. Cái màu này gọi là màu xanh. Nói chung là cũng màu xanh cốm á, nhưng mà tông nó đậm hơn. Nha. Trời ơi, em nói thiệt luôn á. Trắng xe cho Ngọc Ánh. Hết dịch vàng rồi mấy chị ơi, để chọn mã khác nha mấy chị. Áo hiếu mặc cho Linh Linh. Ok. Rồi lên đơn cho Hiếu cái này đi cả nhà. Lên cho Hiếu mã A1 đi. A1 giùm em kèm số đi mọi người. Bên em thì không có mặc thử đâu chị. Bên em thì không có mặc thử đâu. Em like nhanh lắm mọi người cứ coi. Mọi người chưa biết như nào thì mọi người cứ coi đi. Coi vài ba bữa tin tưởng cho một chút okay, nha. Rồi lên đơn giùm em nha các bà. Mã A1 giùm em đi, 65 nha. A1 giùm em kèm số nha, lên đơn đi thôi. A1 65 ngàn kèm số giùm em lên mặt A1. A1 65 ngàn. Rồi một nhà đồ luôn á mấy chế. Rồi A1 giùm em 65 ngàn. Đẹp không à. Rồi lên đơn đi bơi. A1 65 ngàn lên đơn. Ngọc Liên Trần Lương. Ok nè. Cho My Mất 2. Ok. Cho Ngọc Lan 1. Ok. A1 giùm em 1. Ok. Cho Ngọc không vậy. Khoảng Lặng 1. Ok. A1 giùm em kèm số. Diêm Yến. Ok. My Phương nhảy xuống thoại luôn em ơi. Mua hàng cho Hiếu xin số điện thoại nha các bà ơi. Rồi lát nữa em tắt mọi người follow em đi, lát nữa em tắt rồi em đăng trong cửa hàng mọi người đặt nhé. A1 cho Nguyễn Phạm Quỳnh Nhi nhảy xuống thoại luôn em rồi, ơi. Rồi em còn cái A1 nha cả nhà nhé. A1 cho Anna Lê 1. Rồi ok lên đơn giùm em nha. Trời ơi. Nguyễn Phạm Quỳnh Nhi nhảy xuống thoại luôn em. Ok rồi lên mã A1 giùm em nha cả nhà, kèm số. Rồi mọi người xin không. Trời ơi đất ơi. Quá vinh dự. Rồi lên đơn giùm em mã kem chữ. Kem chữ giùm em nha. Kiếm thêm màu kem nữa là cho lại chữ. Trời ơi đây. Trời ơi ở đâu ra vậy trời. Cái gì không có nhạc nạm cũng nhảy hết á. Rồi kem chữ giùm em kèm số lát nữa. Nhớ nha. Em chùa hàng rồi đó nha bà. Xong rồi lát nữa em đăng trong cửa hàng. Follow em đi, lát nữa em đăng trong cửa hàng rồi vô đặt nha. Rồi lên đơn giùm em, nhận bất ngờ luôn, hàng đẹp bất ngờ luôn cho coi. Rồi lên đơn giùm em nha các bà, kem chữ giùm em kèm số đẹp ha mấy bà ha. Trời ơi 65 ngàn. 65 ngàn không nhanh tay thì còn cái nịch. Rồi cháu đi bơi. Kem đi mấy chị ơi, kem. Kem chữ. Đâu, rồi lên đơn. Kem cho Linh nè. Không nhanh tay thì còn cái nịch. Trần rồi. Ngọc Như Phương. Ok. Trần Phương Thùy Linh. Ok. Hai cho My. Ok. Hải Yến Sa Ghi. Ok. Thảo Nguyên. Ok. Thúy Hằng. Ok. Nguyên Di. Ok. Ni Hồ. Ok. Còn rồi kem chữ 65 ngàn giùm em kèm số còn. Lê Ngọc Mỹ. Ok. Gia Hân. À hết rồi. Dạ. Yeah. Lê Ngọc Mỹ với Gia Hân không có phải không? Lê Ngọc Mỹ với Gia Hân không có mà ơi, cái chữ khác cũng được không? Y như vậy, cũng cái chữ màu như vậy luôn nhưng mà khác, cho nên em mới bị nhầm á. Cái kia là cancel, đúng không? Còn cái này là mâm mà cái này là gì, môn mặt trăng, cái kia là cancel, cái này là môn là mặt trăng là hai chữ o cha nội cháu mình nho. Rồi chữ khác được không, kem khác được không, chà hai chị gì cuối cùng á, bỏ qua đi. Rồi chị Gia Hân với Lê Ngọc Mỹ không có kem mã đầu nha Gia chị Hân ơi. Với Lê Ngọc Mỹ không có nha, mình chốt qua cái này đi. Môn bé môn á. Rồi lên giùm em nha. Rồi cái này kem khác,
A1 còn không cho Phương Bùi nha. Okay. Rồi kem khác giùm em nha mọi người ơi, kem khác giùm em nha. Xinh đẹp. Bao đẹp, bao hàng cho mấy chị luôn. Ok chưa? 65.000. Có nhà em có thôi mấy chế, thật sự luôn. 65.000. 65 cho da hông. Rồi. 65 cho su tay. Ok. Rồi, trời ơi, y như vậy. Đẹp không? Khiên tốn quá vậy. Trời thứ gì đụng mấy cái này chứ đợi được không? Lạ cười ghê luôn á. Quánh lộn nữa. Rồi cái này cho em mã A2. Xinh quá à. 65.000 đây mã A2. Rồi A2 dùm em 65.000 kèm trước. Thấy sao ghi hình này có mà. Rồi lên dùm em mã A2 dùm em nhé. 65.000 dùm em kèm trước. Chết rồi, hãy sao ghi thôi em chữ. Ok. Thôi cháu qua cái này đi trời. Vậy thì bỏ cái kia cho Lê Ngọc Mỹ nè. Rồi cho em mã A2 dùm em kèm trước. A2 dùm em nha, kèm số dùm em nha, ta có đơn rồi em lên cho mấy chị một cái set này nữa nè. Rồi, màu okay, lên Ngọc Mỹ có xanh lá đúng không? Nãy giờ mọi người không có mua một cái set bộ màu xanh lá đúng không? Đây, set bộ màu xanh lá cho các bà đây. A2 lên đơn đi ba ơi. Rồi. A2 là cái màu xanh đây nè, màu xanh chữ môn đó. A2 đi mấy chị ơi. Màu xanh chữ môn đó, trời ơi mọi người. A2 cho su tay 1 nè, Lan Tuyết 1, Từ Vi Hồ Hảo Nguyên, Phạm Vũ Thí Tiên. Rẻ đẹp tao gặp em. Rồi set xanh lá dùm em 95.000. Set xanh lá dùm em nhé, 95.000 lên đơn dùm em mà set xanh lá. A2 hết rồi không ba? Set xanh đi mấy chị ơi. Set xanh lá dùm em nha các bà ơi. Xanh lá có ít lắm luôn á mấy chị. Mặc sự luôn á. 95 đồng mấy chị. Ủa xanh lá còn không? Xanh lá hết rồi đó. Nói chữ khác được không các bà ơi? Cái chữ nó giật khác được không? Y như vậy nhưng mà chữ giật khác được không? Hết rồi. Lên chỗ khác được không? Xanh lá khác được không mấy chế? Thế xanh lá đó rồi mọi người ơi. Nó dập y như vậy nhưng mà nó dập chỗ khác được không nè. Rồi cho em mã xanh lá khác đi. Xanh lá khác sẽ được nha. Nhanh tay thì có đơn chứ thiệt sự đúng á. Cái này không có, không có này. Tại vì về nhiều quá mấy chị nhưng mà em tắt đó. Sỉ á, màu 5, màu 10, màu 5, màu 10, màu 2, màu 3 tức là nó hết thôi. Rồi xanh lá khác đi mấy chị. Xanh lá cho Kiều Vân Nguyễn. Em nghĩ thế nào cũng được cả. Xanh lá cho Ngọc Xuân Lê. Ok. Cái này phải không? Xanh lá khác. Đúng không? Khác đi mấy chị ơi. Không. Xanh lá khác. Khác 2 cho chị Tâm Ly. Ok. Lá khác đi mấy bà ơi. Lá khác cho Uyên Nguyễn. Ok. Khác cha đi. Lá khác cho Lê Thị Bích Ly. Nó quá trời quá rắc rỡ. Khác còn không mẹ? Khác nè mấy chị. Nha. Khác cha đi ha. Rồi khác đi cha. Khác nước đi. Khác đi ha. Xanh lá khác đi. Đúng không? Khác đó mà. Rồi lên đi ba, lên đi không sao đâu. Lên đi, lên đi. Xanh lá khác nè. Ok. Xanh lá khác ba đã lấy hết đó mà. Rồi màu hồng. Lên cho ê, hồng bỏ cái màu hồng đi. Cái màu này em thấy đẹp hơn nè. Màu đỏ đô. Lá khác sao mấy chị ha? Khác. Hết. Trời ơi. Màu đỏ đô này, hàng này mất tiền hơn 3158 luôn nè. Đỏ đô đẹp không mấy chị? Rồi lên dùm em mã đỏ đô dùm em nhé, hàng A Studio. Nó né né như vậy á, nhưng mà chắc nó đẹp hơn. 3158 này đi về cái độ khô nhiều hơn, cái này nó mềm nó em nhiều hơn. Rồi lên dùm em nhé. Mã đỏ đô là được rồi. Áo đỏ đô dùm em nhé. Xanh lá khác hả? Xanh lá khác đây nè chị. Lá giờ nó hết khác rồi chị. Bây giờ lá khác là như vậy nè. Nó chỉ in nhập nổi khác thôi. Bộ 3158 nhập nổi. Nổi nha mọi người. Đẹp lắm. 95.000. Đỏ đô là cái gì? Đỏ đô là áo thun có 4 cái à. Cái đó chắc hồi chiều có ít, cái hồi chiều tắt hết rồi. Rồi cho em mã này giùm em nhé. Xanh lá khác 95.000 lên xanh lá khác giùm em nhé. Em có xanh lá khác 95.000. Đô cho Nguyễn Phạm Quỳnh Nhi. Ok. Dưới chân kia hả? Ừ. Tâm Ly. Đây đây nữa. Rồi đô đi. Đô cho Khoảng Lặng. Ok. Đô giùm em kèm số. Hương My 1. Ok. Rồi y như vậy em có đen luôn. Y như vậy em có đen luôn nha. Nam nữ gì mặt cũng được hết mấy chị. Mấy thân dòng này là nam nữ gì mặt cũng được hết cho em luôn. À, cho coi mã ba lỗ sập. Ok, đợi em một xíu đi em lấy mã ba lỗ sập cho. Ba lỗ sập bán quá trời rồi mà mấy chị còn coi nữa trời. Rồi lên giùm em nhé. Đen chữ giùm em luôn. 65.000 lên mã đen chữ. Ba lỗ sập đây nè. Ba lỗ sập nè mọi người ơi. Ba lỗ sọc đây nha. Đây đây.
ba lỗ sọc 65 nghìn, ba lỗ sọc tím nè và ba lỗ sọc đen, rồi ba lỗ sọc tím và ba lỗ sọc đen giùm em nha, 65 nghìn. Rẻ đẹp, ok chưa này nha, ba lỗ sọc tím này xinh chưa, đen cho xuân tây rồi ba lỗ đen còn không mẹ ơi, đen là gì, áo đen này con đen thi đoàn, ok thi đoàn bỏ đô cũng còn luôn. Mấy cái áo form này tầm 7 mấy ký mặc được, nhiều ký mặc cũng được hết đó mấy chị, 7 mấy ký là mặc nhiều ký cũng được hết. Rồi ba lỗ sọc đen và ba lỗ sọc tím 65 nghìn. Thi đoàn ơi, nhảy giùm em số điện thoại luôn chị ơi. Rồi đen chữ chưa, mấy cái số là một cái nữa, một cái đen chữ nè, đỏ chữ nè, nguyên viên đen là cái đen cái gì em. Rồi ba lỗ sọc đen và ba lỗ sọc tím giùm em nha, 65 nghìn. Em bảo bao rau cho mấy chị giá luôn, rất là rẻ, siêu rẻ luôn á mấy chị, ok chưa. Trương Thùy Linh rồi, ok Nguyễn Phạm Quỳnh Nhi, ok ba lỗ sọc đen 65 nghìn. Rồi ba lỗ sọc đen và ba lỗ sọc tím giùm em nha, 65 nghìn lên đơn, 65 nghìn mấy chị, rẻ đẹp luôn á mấy chị. Rồi đen á mày, rồi đen nữa đó, ở trong đó đó. Rồi tiếp tục nha mọi người. Ê, ê, em có con môn, em có con môn màu xanh lá nữa. Môn lá, môn lá này mấy bà, tím trong miệng thì thanh thảo, ok. Còn còn tím không? Rồi môn lá giùm em càng cố, đẹp ha. Đen chữ đâu mẹ, đen chữ đây nè, đẹp đấy đi. Còn áo khoác, khóa kéo không chị, mới nhận ba cái mà để mua thêm để dành. Trời ơi, ở đâu nữa mà còn ta, để em coi lát nữa em có mã nào em sale cho mấy chị. Môn lá, môn lá giùm em kèm số nha. Cái áo khoác em nói xịn mà mấy bà không tin em, đúng không? Trời ơi, bán có mấy, chưa được 100 nghìn, có cái nồi 100 nghìn á. Trời, nãy giờ chưa có cái nào được 100 nghìn luôn á. Rồi môn lá giùm em đi mấy chị, 65 nghìn hả? Trời ơi, rẻ đẹp vậy mà còn chê nữa. Lá cho Thu Hiền, dục bỏ luôn, bán nữa luôn á trời, chụp bỏ luôn á. Còn mùi, còn sát bộ đen nữa, Tom Ly, ok, Ngọc Ngọc, Lan Tiết rồi em, còn sát bộ đen này, Huyền Châu hết môn lá rồi đúng không. Rồi còn sát bộ đen này lên đâu nhìn, sát bộ đen như mấy chứ, còn sát bộ đen nè. Rồi em qua cho mấy chị cái mã này, cái mã này nè mọi người, em nói chị em không nghĩ luôn á, em không nghĩ là bán được nhiều vậy luôn á. Chiều nay là em gọi hàng về nữa nè mọi người, em gọi hàng về cho các bà luôn nè, tại vì bộ đen cho Uyên Di, xếp bộ đen là 95 nghìn á. Rồi mọi người, con này có ai nhận được chưa, 98 nghìn mọi người, đẹp thiệt sự, đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi sơ mi xanh cốm giùm em 98 nghìn. Xếp bộ xanh lá là cái gì vậy? Đó, xếp bộ xanh lá đó đây hả. Ừ rồi, cho em mã này 98 nghìn lên giùm em, mã con sơ mi xanh cốm giùm em 98 nghìn mọi người nha. Rồi sơ mi xanh cốm 98 nghìn kèm số giùm em, ok chưa. Sơ mi xanh cốm 98 nghìn, mọi người chán lắm không nè, mọi người nói em đổ quá khác nha, em nhiều thứ lắm nha mọi người nha. Rồi em lên cho mọi người một bộ màu vàng đi. À màu vàng này em có đăng hình đúng trước rồi nè, màu vàng con áo nè mọi người, 65 nghìn. Trời đất ơi mọi người, sơ mi xanh cho chị Thúy Đoàn, sơ mi cho Lan Tuyết đẹp lắm. Rồi lên giùm em mã vàng, vàng chữ. Chị Thúy Đoàn ơi, nhảy lại giùm em số điện thoại đi chị. Vàng chữ giùm em nhé, 65 nghìn lên đơn giùm em mã vàng chữ. Đẹp. Rồi vàng chữ giùm em 65 nghìn. Xinh xịn sò. Rồi vàng chữ 65 nghìn giùm em kèm số. Rồi của ai chốt cho em nó thiệt luôn á, em bao đẹp luôn á trời. Rồi lên bảng vàng chữ đi. Cái dập in dập của nó là dập nổi đẹp lắm mấy chứ. Rồi lên lên đi ba, vàng chữ. Từ chưa lên kịp để một tí. Ủa cái xếp trắng nè, xếp trắng 95 nè mấy bà, chê à. Trời ơi, xếp này hơi bị đẹp quá nha, 95 ngàn hơi bị đẹp luôn á nha. Dàn cho chị Kiều Vân Nguyễn, ok. Hình như nó hơi lát đẹp cái vậy. Lát hả? Ừ. Rồi nè, xếp trắng 95 nè các bạn, 1. Quần là quần lung chung nữa chứ, trời đất ơi, 53-54 ký độ về. Tách ra con ai trắng mà cũng được cái này. Vải của nó nè mọi người, cảm giác nè, đẹp quá trời đất luôn. Rồi xếp trắng giùm em nhé, 95 nghìn lên đơn. Vàng chữ là 65, ok chưa. Rồi vàng chữ 65 chưa nè, vàng chữ 65 giùm em kèm số nha các bạn nha. Rồi tiếp tục qua cho mấy chị một cái mã khác nữa nha. Từ hồi lúc nãy giờ chưa lên một cái xếp bộ vàng nào hết đúng không, em lên cho mấy bà xếp bộ vàng được không nè. Rồi xếp bộ vàng luôn giùm em luôn.
xếp bộ vàng luôn giùm em luôn nè mọi người, nhức nách. Đây đây gì ngon, quần xếp đó có chứ, có túi chứ mấy chứ, có túi chứ, trời ơi mọi người nhức nách không. Rồi lên đơn giùm em nhé, xếp vàng giặt dạ. Xếp vàng giùm em cũng được 95.000 nè, quần này mọi người to rộng đẹp không, trời ơi mọi người nhìn nè. Rồi xếp vàng giùm em 95.000 lên đơn, xếp vàng 95 giùm em nha, kèm số. Xếp vàng 95 giùm em kèm số nha các bạn. Rồi lên đơn đi bay. Xếp vàng đi biết gì ơi. Xếp vàng Trần Ngọc Duy Phương nè. Rồi. Vàng cho Ngọc Duy Lê. Ok. Hai cho Mi màu mỡ. Ok. Vàng cho Yên Duy. Rồi từ từ, em chờ chút một chút. Khác rồi mấy chị ơi. Còn khác hả? Chữ khác rồi mấy chị ơi. Cái chữ đó chữ gì vậy? Súp gì đó hả? Ừ. Nè. Tiên Hồ. Ok. Còn hết. Còn. Ngọc Trần Vy. Ok. Tiên Nguyễn. Ok, từ từ nha. Chữ súp gì đó đúng không? Ừ. Còn hết rồi đó. Chữ khác thì mới chế được không? Chữ khác thì mới thật. Cái này nó cũng y như vậy nhưng mà chữ dọc khác. Chữ dọc khác. Được không? Rồi. Cái mã khác ha. Nói chung là cái nào cũng được. Đúng không? Đúng chưa? Đẹp là được đúng không? Hàng này mọi người cũng có mấy 200 ngàn. Đẹp quá ha. 95 ngàn. Khác nha mấy chị. Chữ ghi bên kia. Rồi. Cái mã khác cho nó nè. Khác. Xếp vàng khác giùm em. Khác mấy chị ơi. Ừ khác. Nó không phải cái đó. Hộp bút còn không? Còn hộp bút còn. Hộp bút có ở chỗ này không ba? Hết cho Nguyệt Nguyên. Hộp bút là, 36.000 mấy chứ. Hộp bút là 36.000. Mình lấy cho hả? Vàng khác này lên đơn. Rồi trời ơi đẹp ghê luôn mấy chị. Rồi cho em mã vàng D. Đờ rêu á. D giùm em nha, lên giùm cái mã vàng D. Vàng khác thiếu hết rồi đó mấy bà ơi. Rồi lên giùm em mã vàng D. Vàng khác thì chị Yến Linh Lê. Rồi ok. Rồi lên giùm em nha vàng D. Chị đâu có đơn thì mình mua kèm một bút nha. À, bé trai hay bé gái gì đó mọi người comment tự nhiên em lấy cho. Nhiều hình lắm. Trời đất ơi. Quá trời quá đất hình hết á. Đã bán hộp bút rồi phải bán luôn cả bút. Ủa vậy hả? Nè. Hộp bút dày nè mấy chị, nhiều hình lắm, màu hồng, màu nhạc xanh, màu vàng, kiểu lắm. Rồi mọi người, cho em cái này nhé, 36.000, em bao xịn loại một cho mấy bà xịn, em nói xịn là xịn mà mọi người. Vàng cho chị Nguyễn Lam là cái gì vậy, chị ăn tầm cái gì vậy? Nào vàng đê á. Vàng đê hả? Xách vàng đê. Rồi lên giùm em nhé, hộp bút giùm em nhé, một hộp, hai hộp, bé trai, bé gái gì đó tùy. Này mọi người nhìn nè, đẹp lắm luôn á. Nó giật nổi lên như vậy cầm không lần luôn, thích lắm, đựng được nhiều đồ lắm mấy chứ. Quên đựng được nhiều bút thước đồ này kia lắm mọi người. Hàng nha, hai kéo chắc xịn sò luôn cho các bà luôn, cả lắm. Ừ, nhiều hình lắm, siêu nhân, khủng long, đồ gì nữa ta, búp bê đồ các kiểu. Okay, mọi người cứ không mình giùm em là bé trai hay bé gái gì là được nha mấy chị nhá. Học bút bé trai hoặc bút bé gái gì là được mấy chị ơi. Ờ, cái này nè mọi người, em có một câu chuyện em rất là buồn luôn. Mà nếu như là chị nào mà nhận được thì có gì thì báo em với, thiệt sự em buồn. Nhân viên em hôm qua em bán hàng, em bán cái setbook mà em nói mấy chị là em xả coi bán kèm cho mấy chị, bán rẻ cho mấy chị để mấy chị mua thêm đồ cho em đó. Cái setbook á em nhập về là 100 cái là một set, nó không phải là 100 cái mà nó đóng vô trong một cái hộp là 100 cái. Em dặn nhân viên em rồi là setbook em bán là 50 cái, 50 cây là 59.000. Nó đem nó đóng nguyên 100 cây luôn. Thì bây giờ thiệt sự luôn á, bà nào mà ương tình em á thì báo cho em. Chứ còn thì bà nào không báo thì em cũng chịu chết, nói thiệt sự luôn á. Mất công em coi camera lại chứ mà thiệt sự em không có thời gian. Em bán 50 cây như vậy nè cả nhà là 59.000. Mà nhân viên của em nó đi đóng cho người ta hết 100 cây hết luôn. Em lỗ tà lê luôn mấy chị. Cho nên em nói thiệt, bà nào mua cái này thì chốt luôn đi. Một bút nước 50 cây 59.000, lên giùm em mã một set, hai set, ba set gì đó. Một set book, hai set book, ba set book gì đó nghe mọi người nha. Set book nước màu xanh. Ok chưa?
Viết viết chữ đẹp, nói chung là viết sướng lắm mấy chứ. 50 cây này là mọi người viết bao giờ hết. Nhưng mà em buồn cái câu chuyện này thiệt. Hồi trưa hôm qua em bán mà em buồn dễ sợ luôn á. 100 mấy chục sếp mà đi đóng hết 100 cây luôn. Buồn gì đâu mà buồn luôn á mấy bạn. Ok không sao em ơi, Binh Dung ơi. Tách làm hai đơn mà. Rồi. Buồn gì đâu luôn á, thiệt sự luôn á. Cho nên nó nhiều lúc em giao dư cho mấy bà thì mấy bà đâu nói đâu. Giao thiếu thì vậy đó. Mà giao thiếu thì mấy bà nói, giao dư nhiều bà không có nói. Em lỗ tài lê luôn. Cái Facebook này là em lỗ tài lê luôn á mấy chị. Buồn dễ sợ. Nhân viên bây giờ, nhân viên mình sai thì mình chịu chứ làm sao. Cho nên thiệt sự em không có đóng hàng mà. Đâu có thể nào mà mình đã thuê nhân viên làm mà mình ngồi, mình cứ ngồi bên cạnh đâu được. Nhiều việc lắm em, nhiều việc lắm. Mà hôm qua nó đi đóng cho em nguyên một set 100 cây hết luôn mấy bà ơi. Buồn mà, thiệt lúc chiều mà ngồi mà buồn thấu tim gan luôn á. Mấy bà nghĩ như sao, bán một xế chị có lời nhiêu đâu, tự nhiên nó quất luôn 100 cây của em muốn khóc luôn rồi đó. Một xế 50 cây mà 59.000, nó đem nó đóng luôn 100 cây luôn. Không biết nói làm sao luôn, không biết nói làm sao luôn á mấy chị. Ngậm ngùi luôn á chứ không biết làm sao đâu. Rồi lên đơn giùm em. Ê, em chưa lên cho mấy chị cái màu xám xám này nè mọi người. Màu xám xám này nha. Thiệt, bà nào tương này bà đó cho lại, còn bà nào không tương thì thôi chứ biết gì sao. Vậy đó. Rồi, Facebook là 50 cây là 59.000 đó mấy chị. Bán hết cho đi, em nhìn thấy cái đó là em buồn, em nhìn thấy cái đó là em buồn à. Rồi môn đen giùm em kèm số. Mọi người để ý hàng nhà em nha, là một mẫu là đủ màu. Chứ không phải là hàng lô rớt lộn xộn sale đâu. Rẻ đâu mấy chứ. Mọi người nhìn nè. Hàng nhà em là một mẫu đủ màu hết luôn cho các bà luôn. Giá em nhập là thà cao hơn vài ngàn, 5-7 ngàn gì đó. Nhưng mà để cho mấy chị đủ màu, mấy chị đẹp, mấy chị cũng về bán được cũng sướng nữa. Cho nên nó hả mấy bà mà tách sĩ áo hung nhà em á, lúc nào cũng kêu là lấy lộn xộn chứ không bao giờ mà lấy để lựa like. Ít lắm, ít bà lựa like á. Tách cho nó nhanh. Rồi lên đơn giùm em nhé, không có nào mà tồn được luôn á. Rồi lên đơn giùm em nha, tại vì cái này 20 cái là được giá sỉ rồi. Áo này 20 cái là được giá sỉ rồi. Rồi lên đơn giùm em nha. Mà khởi nghiệp cái gì chứ khởi nghiệp áo thun là trời ơi thành công luôn á, bao thành công luôn, thành công đại thành công luôn. Rồi môn đen giùm em kèm số nha các bạn nha. Môn đen mấy bà mà nhập áo thun về mà bán không được, mấy bà không có duyên bán hàng á thì. Rồi lên đơn giùm em nha, môn đen tại vì cái này là vừa đẹp vừa rẻ mà vừa dễ bán nữa, không có bị lo là tàu hàng hay là gì hết. Nó chỉ hoài hoài một mẫu một form vậy thôi, chỉ có in khác này kia thôi. Model đi bơi nam nữ gì mặc cũng được hết, con trai mấy bà mặc thoải mái luôn nha. Con trai mấy bà cấp 2, cấp 3 gì mặc thoải mái cho em luôn. Nam nữ gì mặc cũng được hết á. 70 kg, nam là 70 kg đổ về á mấy chứ. Nam 70 á. Rồi lên giùm em mã môn đen giùm em nha, kèm số. Nam nữ gì mặc cũng được hết á. Mấy cái môn đen giùm em kèm số nè. Em có cái màu xám nè mấy chị. Một hộp bút gái cho biển hẹn. Ok, nè mọi người. Cái xám nè, đẹp ha. Cái xám. Cái set quần chiếc thôi, chị gọi cái set quần chiếc thôi. Rồi cái xám giùm em nè. Ừ, cái xám giùm em kèm số 65.000. Mọi người cái quần chiếc này nè, mọi người mặc rồi là mọi người bỏ qua những cái mã khác luôn á. Quần chiếc này chất su lạnh, cầm lên là mát rượi luôn, cam kết luôn, danh dự luôn mấy bà. Quần chip này, xếp quần chip này, chị nào mà không quê không mê là em bỏ nghề luôn á mấy chị. Sáng cái tâm ly. Hai này mọi người phải mua 50-60 ngàn cái. Sáng còn không mẹ? Hết rồi. Cái này nhà đó. Em bán cho mấy bạn môn xám được không? Lên nhìn em mã môn xám đi. Môn xám. Rồi mọi người, ba màu, nó co giãn đã lắm. Mọi người nhìn nè, co giãn đã lắm. 40, 50, 60, 65 kg mọc ok luôn. Xếp quần chip giùm em nha, 79.000. Đẹp. Đẹp thiệt sự luôn. Thôi bán 75.000 đi, còn mấy sếp bán hết luôn cho rồi. 75.000 đi. Sếp quần chip 75.000 cho hết luôn đi ta. Mệt quá. Rồi, bữa nay tự nhiên cái lo cái Facebook ra cái buồn khang vậy. Rồi, cho em mã này giùm em nha. Em còn môn xám mà. Lấy xám thì cho xám. Rồi, quần chip thì 75 đi cho rồi. Nè môn đen còn 2 nè. Môn đen còn 2 rồi, môn xanh nè, môn xanh có 1 nè mấy bạn. Môn xanh có 1. Trời quần chiếc nó mặc sướng á, mọi người mua hôm sau mua nữa à, trắng luôn. Không còn nghề. Rồi môn xanh. Môn xanh, môn đen, ok chưa? Rồi tiếp tục lên cho mấy chị một cái hình đi ha. Cái dễ thương đi ha. Chiếc còn không mẹ? Hả? Chiếc đây còn không? Chiếc còn chứ. Dung Tam, Ngọc Phúc Ngô.
Đây, có tin nhắn có đơn nha mấy bạn. Các bạn nào lấy cái hình con cún lẻ nè, cún lá nè mấy bạn nè, con cún lá 65.000, cún xanh lá 65, xếp quần chip rồi đúng không? Rồi cún xanh lá nè 65.000 nè, xanh lá 65 có 3 nè, rồi cún trắng nè 65.000 cún trắng luôn, cún trắng 65.000 đẹp lắm, 65.000 dễ thương không ấy chứ. Rồi cuốn trắng 65.000, cuốn xanh lá 65.000, xếp chiếc 75, cuốn xanh lá đi ba ơi. Rồi. Đầu cuốn trắng. Rồi cuốn cam. Cuốn xanh lá có 3. Rồi cuốn trắng. Cuốn cam. Đẹp ha. 65.000. Cuốn trắng có 1. Cuốn cam có 1. Cuốn cam có 2 á bạn. Cuốn trắng. Trắng có 1 hả? Cuốn trắng có 1. Rồi sáng xin lá chị MV. Ủa cái vàng chữ xanh lúc đầu like còn nè. Cam cho da hơn. Cuốn cam nè. Cam còn không. Cuốn xanh lá nè. Rồi cho em mã này dùm em nha. Vàng chữ xanh. Vàng chữ xanh dùm em kèm số. Lên đơn dùm với mã vàng chữ xanh đi mấy chị. Cuốn trắng hết rồi. Rồi vàng chữ xanh dùm em kèm số. Cuốn trắng xanh lá. Hết rồi, hết cuốn trắng rồi mọi người. Em còn cuốn xanh nha, với cuốn cam. Rồi vàng chữ xanh dùm em lên đơn. Rồi em là biến. Em nhìn biến hoa ghê luôn á mấy chứ. Ê cái set hồng nha mọi người. Ủa chưa bán cái set hồng luôn. Set hồng dập nổi. Cuốn xanh lá chưa bà ơi. Cuốn xanh lá đi. Xanh lá cho chị Thanh Trần nè. Rồi set hồng dùm em 95.000 lên đơn. Set hồng 95.000 dùm em kèm số. Đẹp không? Đơn giản dễ thương xinh xịn mình. Rồi set hồng 95 dùm em nhé. Kèm số dùm em. Set hồng 95 này các bạn. Em lên cho mấy chị cái màu nào mấy chị kia. À cuốn trắng còn 1 nè ba nè. Ha, cuốn trắng còn luôn. Trời đất ơi. Đây. Xếp hồng 95 lên đơn đi ba ơi. Cuốn trắng này các bạn lên lại giùm em cuốn trắng. Hồng 95 đi mấy chị. Đẹp ha. 65 ngàn. Rồi lên giùm em nhé. Cuốn trắng giùm em nhé. 65 ngàn lên cuốn trắng này. Một set bút cho Kim này. Ok. Nhạc cuốn trắng này 65 ngàn. Trắng có Luca nè. Rồi xếp hồng này. Xếp hồng lên đâu đi. Xếp hồng chưa? Dạ. Hồng. Đâu rồi. Xếp hồng này. Cuốn Lê Nguyễn Thị Thanh Thảo My 2 My Farm. Ok chị. Dung Phan. Ok. Cái con quần này đi. Ngồi đây lấy con quần này kêu cho các bạn. Cuốn Yên Vy cho từ Vi Hồ. Cuốn trắng cho Luca. Có một cái em thịt. Dễ thương ha. Size này em còn size SM. Trắng này em còn size SM. Lên giùm em mã số trắng giùm em đi mọi người. Em bán với chị luôn 65.000 luôn. Trời ơi một set này mọi người. 65 với 65 là có 130. Trời ơi. Với 150 thối tiền lại luôn á trời. Nè mọi người. Dễ thương không? Cái quần nó là set ly như vậy nè. Như cái váy gì đó. Xinh phải. Rồi lên giùm em nhé. Quần sót trắng giùm em nó sẽ có hai cái nắp túi hai bên nè. Sót trắng size S size M giùm em 65.000. Sót trắng size S cũng 8 kg độ về. Size M giùm em là 52-53 kg độ về. Sót trắng kèm size con cũng trắng hết rồi không ha. Sót trắng giùm em kèm size nha. Một kem đúng không? Một kem này. Kem chuẩn 65. Lên đơn giùm với mặt kem chữ 65. Rồi anh thấy đơn một đơn đang đi một đơn còn ở shop em. Em xinh xanh này. Kem chữ 65. Đơn giản xinh. Rồi lên đơn giùm với mặt kem chữ 65 nha các bạn. Kem chữ 65 giùm em kèm số. Còn số trắng nó cũng 65 luôn. Xem 65 luôn. Rồi kem chữ 65 giùm em là có đơn nha các bạn nha. Kem chữ 65. Ê lên nhớ chị một cái mã đầm. Một cái mã đầm nha, xinh ơi là xinh luôn nè.
hành nha. Xong rồi một cái mã, chị nào chưa mua cái quần ngố này nhớ mua nha, 49.000 mặc với cái áo này nè, mặc với áo 3158 thì quần ngố đen 49.000, em bán ngoài bán quanh năm luôn đó nha các bạn nha, và bán từ năm này qua năm kia luôn, năm nào cũng vậy ấy, một giá 49.000 thôi, xịn sò, nhiêu ký cũng vừa hết, từ 40-70 ký mặc ok cho em luôn, bầu bí hôn cho em thoải mái cho em yếu luôn nha các bạn nha, con này là phải nói là siêu co giãn rất rất là đã luôn mọi người, rồi lên đơn giùm em mã ngố 49 giùm em, ngố đen 49 giùm em kèm số nha, đừng bỏ qua mã này nha mấy chị, đã mua thun đừng bỏ qua mã này nha, đã mua áo thun rồi đừng bỏ qua mã này, mã này mọi người tập gym yoga các kiểu chốt liền con này, gym gũng các kiểu mặc sướng, mặc sướng nó em sướng, một cái quần mà từ 40-70 ký mặc được là mọi người hiểu rồi, con đầm nè mọi người xinh lắm nha, đây 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 nè mọi người, chắc quá rồi cũng may chắc tốt như vậy đó, ok dùng sao rồi dán maxi dài sẽ tà cho các bạn xinh không, hôm này 60 ký đổ về mặt ok dùm em luôn, lên đơn cho em ở đầm xanh cóm, em bán sale cho mấy ké luôn, lấy tương tác luôn, 89.000 tin được không, rồi 89.000 dùm em nha, lên dùm em mã xanh cốm, nó sẽ có hai túi hai bên cho các bà luôn nè, đẹp lắm, rồi đầm xanh cốm dùm em nha, 89.000 lên đơn, đầm xanh cốm 89.000 lên đơn dùm em nha các bà nha, con suông gọi thoải mái 60 ký mặc vô tô cho em luôn, rồi đầm xanh cốm dùm em 89.000 lên đơn, đầm xanh cốm 89.000 lên đơn dùm em nha, ba này Ngọc Phan nè, ok Ngọc Hoàng nè, ok điện thoại luôn nha chị ơi, Thiên Tây nè, ok Ánh Tuyết nè, ok 89.000 này. Ok 89.000 này em tốt. Ok 89.000 Thảo Nguyên một rồi. Hồ ba thế. Rồi lên cho mấy chị một cái set này. Ui một sale luôn. Một cái chung nè. Xem chân đi hả? Chân em ở ngoài kia rồi. Mọi người đợi em một xíu nha. Đợi em một xíu. Sát nhau là cùng một mã nha mày. Hả? Sát nhau là cùng một mã đó nghe. Rồi đó cô, em thấy nó còn sót cái này nè các bà. Có một cái body sọc nè. Đây em bán cho mấy chị 4 mã này thôi nha. Nhiều quá, nhiều mã quá. Mọi người, con thỏ đẹp không? Lên giùm em mã con thỏ xanh. Trời ơi mọi người, thỏ xanh giùm em 69.000. Thỏ xanh giùm yếu nhé, 69.000 thỏ xanh. Mình đắp cũng được nữa chứ nó cho bé gì. Đẹp ha, hình đẹp ha. Cô tay không? Rồi thỏ xanh giùm em nè, 69.000 này ba. À, màu này là màu con chó. Có chị... duy nhất một tông này là một tông tối thôi mấy chị. Chiều mày không không để năm cái chân cho con Phương chắc nó cạo chọc lắm. Có luôn. Duy nhất cái mã này là màu tối thôi. Đỏ đen thôi mọi người. Thỏ xanh 69.000 mấy chị ơi. Xanh luôn cho các bà. Thỏ luôn. Xanh còn không? Thỏ xanh rồi lên đơn. Rồi, thỏ xanh cho mi màu mỡ. Nè, chị Yến Linh Lê. Duy nhất cái này là tông đen thôi, rất là xanh thôi. Rồi lên đơn giùm em nhé. Mickey. Con Mickey giùm em nhé. 69.000 lên mã Mickey. Ok chưa? Ok, thỏ xanh. Rồi con Kitty, Hello Kitty nè mọi người. Lại gì? Rồi con Kitty. Ok chưa? Kitty giùm em nè mọi người nè. Kitty. Hello Kitty. Mickey thì mấy chị ơi. Rồi con này là con gì ta? Mickey cho Thủy Phạm, hai chân bé cho chị Tom Ly. Bé gái. Con cừu. Con cừu mấy chứ. Một thỏ xanh cho chị Vũ Thị Dung. Rồi lên giùm em mã con cừu. Khang xịn nhịn là 69.000. Rồi lên mã con cừu giùm cho các chị, lên mã con cừu. Rồi cái này cho em nha, con body. Con body nè mọi người. Em ra kia thấy á. Con cừu. Con cừu 868. Quay, con cừu gắn. 868. Mát vậy. Một con body 868. Cái dây kéo của nó cũng xịn nữa các bà. Một cái con đẹp lắm. Mặc ôm vào trong người. Mickey cho tới đâu ôm tới đó cho em mọi người.
mặc tới đâu ôm tới đó giùm em luôn nha các bạn nha. Xịn hôn Kitty cho chị Tom Ly. Xịn hôn mấy bà. Rồi lên đường giùm em ba body sọc. Các bạn có chị 69 đi. Gì đây? Này lỗ. Con gì? Thỏ đúng không? Con thỏ là con đầu tiên. Cái đó là con cừu. Con cừu hả? Con cừu đeo vương miệng á. Con kiều đi mấy chị ơi. Body 55kg độ về mặt ok giùm em nha. Mặc tới đâu co dạng tới đó, ôm đẹp tới đó luôn nha các bạn nha. Rồi lên giùm em mã body giùm em 69 nha. Cho Lê Phương. Ok. Ok body đẹp lắm, thật sự luôn á. Cái này là em thấy tốt nè. Em đi ra lấy chân em thấy á. Em đi ra lấy chân em thấy đó mấy chị. Đẹp lắm mọi người. Ok. Rồi lên giùm em nha, con cừu cho Thủy Trần. Rồi. Ok. Rồi lên đường giùm em nha. Body giùm em kèm số 69 nha. Xịn, em nói thiệt bao đẹp luôn cho các bạn luôn á. Em mới ra mấy chân em nhìn thấy hàng này thì thỏ các bạn một cuốn áo em đầm án 79 ngàn rồi. Mà cái này cái đầm em teo 69 ngàn là mọi người đâu, em teo lỗ rồi á. Thanh Trần. Em teo lỗ quá mấy chế. Thái Dương. Ok Tâm Ly. Rồi đây cái số chiếc này mọi người nè. Cái chiếc hoạt hình dễ thương quá trời luôn. Em về hình mới rồi nè các bạn. Em bán cho mấy chị nguyên một set này nè mọi người, có 59 ngàn thôi. Có chiếc hoạt hình 59 ngàn. Dễ thương lắm mấy chiếc này nhìn nè. Toàn là hình cưng dễ thương không à. Đây nè mọi người. Nè mọi người, em mặc ra cho mấy chị coi nha. Dễ thương lắm. Lớp du, lớp mi, đồ các kiểu nha. Mặc là em mặc anh yêu luôn á. Con tan quay quay luôn mấy chị. Ngay tơ lạc lối luôn. Rồi set chiếc hoạt hình giùm em nha các bạn, dễ thương lắm. Dễ thương lắm mọi người, cầm ở ngoài mọi người rất là thích luôn ấy. Cái này là chiếc cô tông dễ thương lắm mọi người. 57-58 kg độ về mặt ok giùm em. Lên giùm em là chiếc chip hoạt hình em bán mấy chị 59 ngàn. Chắc đã lắm. Chắc đã lắm mấy chứ. Ok chưa? Nè, 57-58 kg độ về siêu dễ thương luôn. Màu sắc là nó mix sẵn cho mấy chị luôn rồi. 5 màu khác nhau như này nè. 5 cái. Đó, theo chủ đề gì vậy á. 59 ngàn chiếc chip hoạt hình. Ok chưa? Xịn sò. Bao đẹp cho mấy bà luôn. Xếp chiếc hoạt hình giùm em 59 ngàn. Lên đơn giùm em nha. Ok chưa? Màu ngẫu nhiên giùm em nè mọi người. Đủ màu hết luôn. Mây mưa rồi, hai con chuột khuôn nhau chích chích rồi các kiểu. I love you, chứ tim đỏ chói rồi tùm lum hết á. Rồi lên giùm em nha. Xếp chiếc hoạt hình giùm em 59 ngàn lên đơn. Xếp chiếc hoạt hình này ba đây. 59 ngàn. 59 mấy chị. 59 ngàn. 59 ngàn lên đơn. Cái gì mới lại kêu ra cái gì chứ chồng. À chị nào chưa có đơn thì nhớ lấy thêm set rổ đó nha. Set rổ 39. Lên đơn giùm em set rổ 39 nha các bạn nha. Khăn 39 luôn. Khăn tắm 39, set rổ 39. Ủa cầu set vàng nè, chị nào chốt giùm em set vàng 95 nè. Dung Pham ơi. 75 là set. Chiếc 75 là chiếc hồi nãy á. Chiếc xịn hồi nãy á. Chiếc mà 3 cái 75 ngàn á. Mọi người. Cầu set vàng này lấy giùm em set vàng 95 ngàn. Còn một set. Set cuối. Set vàng 95 ngàn giùm em kèm số. Ok chưa? Rồi, áo thun đúng không? Nhiều lắm. Ôi từ từ, bộ vàng gì cả đâu. Rồi em một xíu đi. Rồi cái này lên giùm em màu đen đi. Nãy giờ em đâu có lên màu đen đâu đúng không ta? Rồi màu đen đi mọi người. Nam nữ gì mặc cũng được, mặc cặp này mới chứ. Cái này về mặc cặp giùm em nha. Xách rổ là 39 nha. À, cái đồ lên tinh cầu gì không ba? Cái này là không? Vàng là okay. Gì à? Mẹ này. Ừ, cái bộ vàng 95 á. Ờ, cái gì ta? Ờ, mọi người chốt cái gì xếp tập cô bé đó chưa có thì nhớ chốt xếp tập cô bé nha. Rồi cái này lên đơn giùm em áo đen chữ mọi người nhìn nè, nam ngủ gì mặc cũng được hết, xinh xịn sò quá sức, tập thoải mái giùm em luôn, tập quần sót bình thường đơn giản thôi là đẹp rồi. Rồi lên đơn giùm em mọi người đen chữ giùm em 65 ngàn lên mã đen chữ, đen chữ 65 ngàn cái mã đen chữ cho em nhé. Đen chữ 65 ngàn kèm số. Trời ơi, ghê luôn á. 65 ngàn đen chữ. Cái này mua mặt okay. Trời. Cái set lụa gấm em còn set màu kem. Đúng ta. Lụa gấm kem nè mọi người, chất đẹp. Cái này là lụa gấm da luôn nha. Chất ở trong nè mọi người. Chất ở trong của nó nè. Mặt trong của nó nè, đẹp lắm. Rồi đen chữ đi ba, 65 ngàn. Đọc tên này kèm bảo qua cho. Rồi 69 ngàn kem ạ. Lụa kem Bảo Huyên Châu nè. Rồi Hải Yến Sơn Ghi nè. Nam nữ như mặt cũng được. Ghi nè. Thoải mái luôn. Ok. Trang Trang nè. Ok. 65 ngàn. Rồi đẹp lắm luôn á. Rẻ lắm luôn á các bà. Rồi tiếp tục xếp
gắn kem, xếp lụa kem 69.000. Phong nhà em là phong to rộng, mọi người nhìn em đo nè, em là đơn giản lắm mấy chị. Đó, đo thật hàng thật cho mấy chị luôn. Ba gang tay luôn. Mọi người nhìn nè, bông má quần cũng vậy. Thoải mái luôn, mà cái lụa này nè mọi người. Cái lụa này mình cảm nhận được cái độ mềm. Mềm mát nha mấy chị nha. Rồi, lụa kem giùm em 69.000. Lụa kem 69.000 lên đơn đi đây. Nè, lụa kem này thứ hai. Đẹp luôn. Lụa kem thứ hai. Màu hồng phấn nè. Màu hồng phấn có một nè. Kem 69 mấy chị. Đẹp lắm. Giang Lê. Màu hồng phấn em có một. Kem cho mi màu mỡ. Nè, con to rộng màu hồng phấn em có một. 69.000 màu hồng phấn. Hồng phấn này có một nè, màu hồng ruốc. Hồng ruốc kem có hai. Hồng ruốc kem có hai nha, có còn nha. Hồng ruốc em có hai. Rồi lên đơn giùm nhớ đi, hồng đẹp không? Trời ơi, cái lụa mọi người nhìn nè, cái lớp trong của nó nè. Cái này là lụa gắm hai da, rất là xịn lắm. Sang lắm mất ơi. Cái này là chuyên nó bán dòng trong hai store mấy bạn. Nè, mọi người nhìn cái chất của nó nè. Form to rộng. Rồi hồng em phóng, hồng phấn cho chị Kim Sơn, lụa kem của không mẹ. Lụa kem hả? Kem hả? Kem còn một nè. Kem còn một nè. Hồng rút thì Kim Sơn. Hồng rút kem cho Xuân Vũ. Rồi, hồng rút này có hai. Rồi màu đỏ. Hồng rút có ba. Màu đỏ, màu vàng và màu xanh than. Lụa kem như hết rồi mọi người ơi. Rồi, màu vàng nè. Trời ơi, màu vàng sang lắm luôn á các bạn. Con thiệt sự luôn á, mặc sướng lắm. Cái vải này mọi người mặc sướng lắm luôn á. Lụa người ta bán rất là nhiều, nhưng mà mọi người thử chốt thử bộ nhà em đi. Vậy coi thử sao. Xanh đậm có không? Có màu xanh than nè. Đây xanh cho cô mi mút đấy. Rồi cho em mã vàng. Thiệt sự á, mọi người thử chốt nha em một bộ. Xanh than hết rồi hả? Xanh than, xanh than đưa cỡ coi. Đây còn nè. Xanh than cho Uyên Nguyễn rồi. Ok. Thử chốt bộ lụa nhà em đi, hôm sau chốt cơm tiếp. Rồi màu đỏ có một. Trên tay thì coi màu đỏ nè. Màu đỏ. Và màu trắng da đỏ, chốt liền đỏ, cho màu đỏ. Kim Sơn. Đó, đẹp lắm luôn. Con to rộng cho các bà nha. Đẹp, xịn đẹp, chất đẹp lắm. Vàng cho Nguyễn Thảo. Ok. Đỏ nè, vàng nè. Rồi lên lên chưa. Em hồng phấn em có một nè. Hồng phấn em còn một nè các bà. Lấy giùm em luôn đi, hồng phấn em có một nè. Hồng phấn em có một dễ thương. Rồi hồng phấn giùm em đi. Em có một. Thôi để đó em mặc luôn. Rồi áo thun màu hồng. Nãy giờ chưa có lên một cái con áo thun nào màu hồng luôn á mấy chế. Và 3158 nó rất ít ra màu hồng. Cho nên chị nào thấy cái live stream này thì đặt cái màu hồng này đi. 3158 nó ít ra cái màu hồng lắm mấy chị. Nó ít ra tông nổi lắm. Rồi lên giùm em nhé. Hồng giùm em 65.000 mà hồng. Nó ít, rất ít ra tông nổi luôn. Em bán nhiều lắm luôn rồi đó. Mà đợt này mới có hồng tông nổi nè. Nhưng mà cũng đâu có nhiều đâu, có mấy con à. Rồi còn có mấy con mấy chứ. Rồi hồng giùm em nhé, hồng chữ giùm em 65.000 lên mã hồng chữ. 65.000 lên giùm những mã hồng chữ nha các bạn nha. Rồi con chân với rinh nè mọi người, mặc áo thun chân với rinh này cho em mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi, chân với rinh mặc với áo thun lên một set có phải đẹp không? Chân với rinh sml chốt giùm em mã 09 sml giùm em nha cả nhà nha. Mã 09 sml cho em kèm số. Em có con gấu màu trắng nữa nè. Đó, mặc phố lên cho em. Hồng cho Lê Ngọc Mỹ cho okay. Luca. Hồng chữ là 65.000. Rồi mọi người nhìn nè. Con gấu trắng. Có cho em một cái chân váy. Chân váy rinh. Đẹp quá trời không mấy bà. Rồi lên giùm em nhé. Trắng gấu giùm em 65.000 lên đơn trắng gấu. Trắng gấu 65 giùm em là kèm số nè. Rồi chân váy rinh 85 SML 3 size. Ép giùm em tầm 47-48 kg đổ về, M52 kg đổ về, L55-56 kg đổ về. Lên đơn giùm em nha, chân với rinh kèm size. Rồi cái con đầm này nè mọi người, em còn cái màu xanh cốm. Bán mấy chế luôn. Đẹp không? Chân gấu còn bây giờ 99.000 đi, con gấu còn 99.000 cho em mã đầm xếp lưng xanh 99.000. Thảo Nguyên Lê Phương. Con gấu dễ thương ha. Chân với rinh kèm size, rồi lên đơn giùm em nhé. Con đầm này mọi người đi đâu mua 99.000 thiệt sự luôn á mấy chế. Rồi đầm xếp ly xanh em xả luôn mấy chị. Đầm xếp ly cóm em xả luôn 99.000 luôn. Xếp ly cóm em xả 99.000 luôn nè. 5 cây xa hình như là có đơn hoàng về hả? Ừ, dạ đấy có đơn hoàng về. Có đơn hoàng về 5 cây xa rồi.
Sao vậy em ơi? Mình chiều mới nhận nè. Trời đất ơi, cái gì túi gì ba? Cái này còn không mày? Hả? Còn còn. Còn có kéo không? Có kéo không? Không. Kéo đâu ra. Sao vậy? Ô chị này. Nguyễn Hana này chia sẻ nhiều quá nè. Em phi ship cho chị Nguyễn Hana nè. Trời ơi, chị Nguyễn Hana chia sẻ với em quá trời luôn. Phi ship đi, chị comment mã phi ship đi. Em kêu ông Vinh bấm ra cho. Bà này chia sẻ quá trời luôn nè. Rồi, phi ship cho chị Nguyễn Hana. Em mánh mánh lắm mấy chị, nhiều lúc em có cơ hứng lên em làm vậy đó mấy chứ. Trời ơi, chị Nguyễn Hana nè, phi ship nè. Trời ơi, chia sẻ quá trời luôn. Ba, chị comment lên đi chị, em tặng cho chị một mã phi ship. Cứ mình lên đi. Rồi, ok chị. Chị cứ mình lại đi, em tặng cho chị một mã vi ship. Rồi, có rồi đó. Mã vi ship rồi đó. Ok chưa? Đó, dễ thương lắm. Bà này chia sẻ quá trời luôn, dễ thương quá trời đất luôn nè. Trời ơi, dễ thương ha. Lâm Cây Sa, nếu đơn này chị gửi lại thì chịu phần trước hộ anh nha Lâm Cây Nguyễn, Lâm Cây Sa. Chứ không phải xin kèm sai đi em. Mấy bà em bán rẻ lắm rồi, sao mấy bà đặt hàng xong hoàng vậy em lỗ chết luôn á. Trời ơi nè, bơm ai nè đây nè. Em đây Hiếu ơi, bình luận rồi, bả lên luận rồi kia chồng. Bình ra chưa, thấy tin nhắn gửi về chưa chế ơi? Trời ơi, bơm em tội nghiệp em gì mấy bà. Cái quần tập gym này mấy bà. Em thật sự mấy chị nha, em cái này nè. Em còn đang mặc cái quần tập gym á, hồi chiều em đi bơi. Hồi chiều em đi bơi xong em định đi bơi em thay đồ ra rồi xong em nghĩ lại em làm biến quá, công việc nhiều quá cái em còn mặc trong người luôn á, mặc quần đùi ở nhà luôn á mấy chị, mặc sướng lắm. Mọi người làm quần đùi mặc ở nhà mặc ngủ sướng lắm luôn á, mặc nhà lon ton đẹp lắm luôn á mấy chị, sướng. Rồi lên giùm em nhé, quần tập gym 40-60 kg mặc vô tư luôn, bán mấy chị luôn 35 000, bơm về gym 35. Lên giùm em mặc gym hầm 35 của công. Gì đây thời lượng cuộc gọi 46 giây, khách hàng từ chối nhận hàng, từ chối trả phí. Thôi thì thôi gọi đi nói rồi thôi thì gọi lại để đây live stream đi, đừng có nói đi live stream nữa chồng. Rồi cho em mở game giùm em nha, 35 000 lên mãi game nè, bán luôn cả bom nè mấy bạn. Rồi game 35 ok chưa, rồi cái này cho em mã sọc, sọc luôn cho em luôn 25 000 mã sọc, sọc 25 000 mã sọc giùm em này cả nhà. Trời ơi, con này xinh lắm luôn ấy, con gấu trắng nè mọi người. Rồi lên đơn giùm em mã gấu trắng luôn, em bán với chị luôn 45 000 đi, gấu trắng 45. Ghim chưa, ghim 35, gấu trắng 65 lên đơn cho chị Anna Lê chưa chồng. Rồi cho em mã sọc 25, gấu trắng 45, cái này kèm giá giùm em nha, thằng bom mấy chị. Túi hộp trời ơi mọi người, thấy không? Hát thiệt luôn á trời. Mấy chị không thích mấy chị đồng đặt hàng nha mấy bà, từng bom. Ok chưa, mọi người nhìn cái túi nè, mọi người có thể làm ví cầm tay cũng được nha, mọi người làm túi sách cũng được luôn, hàng dập logo cho nail nội. Ok chưa mấy chị, rồi lên đơn cho em cái này mọi người ơi, túi hộp đi, em bán với chị 75 000. Trời ơi mọi người đi đâu mua con này 75 000, mấy chị thấy không, đi đâu mấy chị mua 75 000 giùm em kèm tốt. Thôi bên này em tắt nha các bà nha, em tắt nha mấy chị nha, em tắt nha. Rồi hộp giùm em nha, 75 000 cho em mở túi hộp. Để coi thử chặt nữa chị nào chia sẻ live stream nhiều nữa phi ship tiếp. Rồi tặng cho ba mã phi ship nha. Rồi lên đơn giùm em nha, túi hộp nè 75. Rồi cái ông áo đen này có một bán với chị luôn 39 000 luôn, nguyên một con áo đen giùm bán 39 000 luôn. Ok chưa, sạc bom luôn mấy chị, thành tá tràng luôn. Rồi áo đen chữ vàng em mới chế 39 000 luôn được không? Rồi 39 000 cho em mã đen 39, đen 39 thì em kèm cho. Rồi tiếp tục á, ông tẩy trang nữa nè, ông tẩy trang một bịch là nhiêu tiền ba? Ba, ông tẩy trang là bao nhiêu? Coi dùng vợ trong cái phần mềm thử. Bông tẩy trang này mọi người nè, một bịch 222 miếng, em bán với chị luôn bao nhiêu tiền đó chồng? U là trời, cái màu xanh này em chưa có luôn nè,
Từ đầu giờ em chưa like luôn mà từ bữa giờ em chưa có cái hàng màu xanh này luôn nè mọi người. Màu xanh lạ. Không có lưu. Chị ơi chốt em dùm em qua tin nhắn. Bên em không có chốt đơn qua tin nhắn chị ơi, thì chị cứ đặt hàng trên livestream thôi. Có cái nào thì gửi tin nhắn về cho chị rồi chị ok lên đơn hàng thôi. Chứ gì đâu. Mọi người cứ mua hàng bình thường thôi chứ bên em không có chết tin nhắn nha mấy chị nha. Mọi người cứ mua hàng bình thường giùm em đi mọi người. Mọi người cứ mua hàng bình thường giùm em nha. Rồi lên đơn cho em nha mọi người. Áo xanh lạ giùm em 65.000. Lên giùm em mã xanh lạ. Xanh lạ 65.000 giùm em kèm số. Xanh lạ 65.000 giùm em kèm số nha các bà. Mấy chị cứ đặt cái gì là có tin nhắn gửi về cho mấy chị á. Cứ đặt đúng cú pháp là có. Còn hàng là có tin nhắn gửi về. Không có tin nhắn gửi về là mình không có đơn nha các bạn nhé. Rồi lên đơn giùm em mã xanh lạ nè. Xanh lạ nè. Màu trắng chữ E, màu trắng chữ nâu đẹp nha. Màu trắng mà cái chữ nó màu nâu. Xinh quá ha. Mấy bà. Màu trắng mà chữ nó màu nâu nè. Đẹp chưa. Rồi trắng chữ giùm em luôn. 65.000 lên mã trắng chữ. 65.000 lên mã trắng chữ giùm em nha. Có 2. Rồi màu xanh cốm em có 1. Có mấy? Có 4. Màu xanh cốm em có 4 cái nè. 65.000 luôn. Lên giùm em mã xanh cốm 65.000 luôn các bạn ơi. Rồi qua mã nha mấy chị nha. Đi lấy đồ ra bán cho mấy chị. Lấy đồ xe ra bán cho mấy bạn nha. Cái bán cho mấy chị cái này đi. Cái này cục lẻ nè. Ôi cho ba lỗ lên màu nè mấy bạn ơi. Ê cái ba lỗ lên màu nè các bạn. Cái thang lỗ lên màu giùm em nha. Rồi cái ba lỗ loang màu pha màu lên pha màu giùm em luôn 68.000 pha màu 68 giùm em kèm số nha các bạn nha. Rồi lên pha màu giùm em 68.000 kèm số giùm em ok chưa. Pha màu 68 giùm em kèm số. Pha màu 68 giùm em kèm số nha các bạn nha ok chưa. Rồi tiếp tục qua cho mấy chị cái này. Trời ơi cái này xinh lắm luôn nè. Trời ơi cái nút của nó nè mấy chị. Cái chất vải của nó mọi người nhìn cận chất của nó này màu xanh lá xinh không. Cái này phối cho một quần sốt trắng thôi là đẹp vô cùng luôn á. Cái mã len xanh lá 69.000 lên đơn giùm em nha các bà nha. Len xanh lá giùm em 69.000. Xanh lá 69.000 giùm em kèm số nha các bà ơi. Ủa áo em mặc còn cái nha. Áo em mặc còn cái nè mấy chị. Xanh lá 69 chưa. Rồi áo dưới mặc còn một cái. Lên đơn giùm em nhé. Vàng dưới mặc. Vàng dưới mặc giùm em nhé. 69 nè. Cái quên 65 nè. Vàng dưới mặc 65 nè cho em mấy bà. Vàng dưới mặc 65 nè này các bà nè. Cái này là gì nha bạn. Trời ơi cái len no dễ thương ha. 69.000 cho em mã trắng nâu. Rồi 69.000 lên mã trắng nâu. Vàng dưới mặt lên nâu. Rồi cho em mã trắng nâu giùm em kèm số. Trắng nâu giùm em kèm số nè các bạn nha. 69.000 trắng nâu 69.000 kèm số nè các bạn. Đẹp. Cái này đẹp thực sự luôn á. Nút của nó nè dễ thương ha. Rồi trắng nâu giùm em 69.000. Nè con dắt nè mấy chị. Con dắt dắt nè. Xin nói trời quá đắt luôn. Nè. Đã không. Trời ơi. Cái này sang nè mọi người. Mua cho chị cho mẹ mình cũng được ha. Rất cả lắm luôn á. Mua cả 200.000 một con á. Rồi lên dít dắt. Dít dắt giùm em luôn 65.000. Dít dắt. Dít dắt 65 kèm số giùm em nha các bạn nha. Dít dắt 65. Dít dắt 65 nè mọi người. Rồi xanh cô ba. Xanh cô ba có 1 65.000 luôn. Rồi, thôi hôm nay nghỉ sớm một bữa đi mấy bà ha. Trưa mai nha, trưa mai mọi người vào em gộp đơn cho mọi người mà. Đúng không?
Trưa mai nha mấy chị nha, trưa mai vô đặt tiếp. Em mệt quá nha mấy chị, bye bye.